Theo Hồng Nguyệt bắt đầu chương 1961, nhập cung. Thứ nhất là lực lượng của nhóm kỵ sĩ ngày càng mạnh. Từ lúc đầu chỉ có thể dễ dàng dọn sạch sinh vật quỷ quái ở nấc thang thứ ba, cấp độ ô nhiễm vô hạn. Còn nếu đụng phải lĩnh chủ tinh thần thì đều cần tới sự trợ giúp của tiểu đội bạo quân thì giờ đây. Nhưng kỵ sĩ này, đặc biệt là nhóm người xuất phát từ thanh càng, nhóm dị biến giả khởi nguồn của đoàn kỵ sĩ đã có thể trực tiếp mượn sức mạnh tinh thần của búp bê đế chống lại thậm chí là giết chết lĩnh chủ tinh thần. Thứ hai là năng lực của búp bê bắt đầu không ổn định. Có những lúc cô còn chẳng thể duy trì ổn định, chút thời điểm, nàng thậm chí đã bắt đầu vô pháp ổn định bảo trì tự thân năng lực khuếch tán. Đã tới giới hạn rồi sao? Thỉnh thoảng, Lục Tân vừa giải quyết xong một con quái vật tinh thần gây ô nhiễm toàn bộ thành phố vệ tinh của một thành phố cao tường nào đó như cảm nhận được điều gì mà ngửa đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Nên mời búp bê chính thức tiến vào cung điện tinh thần. Cùng lúc này, ở Thanh Cảng, trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần. Đám người giáo sư Bạch Xoa gương mặt mỏi mệt, chậm chậm tiến về phía cung điện tinh thần, nhỏ giọng nói. Mỗi một thể tối thượng đều sở hữu một cung điện tinh thần của riêng mình, điều này có thể bảo vệ ý thức của họ không bị lạc mất trong đại dương sức mạnh tinh thần mênh mông. Đồng thời, cung điện tinh thần của mỗi một thể tối thượng cũng không giống nhau, chuyện này liên quan tới quyền lực cũng như đặc tính của họ. Nếu để búp bê trực tiếp tiến vào chiếm giữ cung điện tinh thần của người cầm kiếm, tất nhiên cô có thể sử dụng một phần quyền lực của người cầm kiếm, nhưng đồng thời cũng không có cách nào chân chính đạt tới cấp tối thượng. Hơn nữa, nếu ở lại quá lâu trong cung điện tinh thần của người cầm kiếm, khả năng cao ý thức của bản thân cũng sẽ bị cung điện tác động và ô nhiễm không một ai biết khi nào quá trình biến dị xảy ra và rất có thể búp bê sẽ trở thành một người cầm kiếm khác vừa nói ông vừa dẫn các nhân viên nghiên cứu đến từ các thành phố cao tường thành lớn và các nhân vật quan trọng của thanh cảng tới trung tâm của căn cứ tại đây một số thiết bị bằng kim loại thật lớn đã được dựng lên bao quanh lấy phiên tòa lúc nửa đêm mà người cầm kiếm để lại Mỗi một thiết bị đều được gắn với một sợi cáp thô to, có thể cung cấp cho nó lượng điện khổng lồ bất cứ lúc nào cần thiết. May mắn chúng ta có đủ nhân lực và thời gian để tiến hành nghiên cứu tòa cung điện tinh thần này, viện nghiên cứu nguyệt thực cũng không tàn tư, trước khi lần giáng thế thứ ba xảy ra đã đưa toàn bộ tư liệu mà họ nghiên cứu được về cung điện tinh thần cho chúng ta. Vậy nên, bây giờ chúng ta rốt cuộc cũng có đủ năng lực cách thức hóa cung điện tinh thần của người cầm kiếm. Sau đó mời búp bê tiến vào, khống chế hoàn toàn giọng điệu không nhanh không chậm của ông khiến lòng mọi người xung quanh dậy sóng có người run run hỏi sau đó thì sao bước đi này tượng trưng cho giáo sư bạch từ từ xoay người đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người ông nhẹ nhàng gật đầu tượng trưng cho sự ra đời của thể tối thượng mới tượng trưng cho thế giới này của chúng ta đã xuất hiện vị dị biến giả đầu tiên lên được thể tối thượng cũng nói lên rằng giai đoạn 2 của kế hoạch thiên quốc mà chúng ta vội vàng thực hiện kia cuối cùng cũng có điểm tựa vững chắc rồi. Sợi xích trắng trôi bập bình quanh người búp bê, như thể không có trọng lực. Khi ánh sáng tỏa ra từ trăng đỏ đạt tới mức tối đa, búp bê nhẹ nhàng bay về phía chủ thành thanh cảng. Lúc cô sắp trảo bước lên đến phiên tòa lúc nửa đêm, giáo sư Bạch hơi hé miệng, như muốn hỏi gì đó. Nhưng búp bê lại chỉ mỉm cười gật đầu với ông, sau đó chuẩn bị tiến vào cung điện. Vì thế giáo sư Bạch nuốt ngược vấn đề của mình vào bụng. Từ trước đến nay búp bê vẫn luôn là một người có nội tâm sạch sẽ và thuần khiết bởi vì cô từng hứa với lục tân phải bảo vệ tốt thanh cảm. Cho nên khi đối diện với những thời khắc phải đưa ra lựa chọn như bây giờ cô chưa từng do dự giống người thường, càng thuần khiết sẽ càng kiên định. Nhưng sự kiên định, thậm chí là quá mức bình tĩnh như thế đây chỉ là một chuyện vặt vảnh của cô lại khiến những người khác lo lắng đến không thể kiềm chế. Giáo sư Bạch dưới tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đã vận dụng kế hoạch thiên quốc không hoàng Mỹ để chi viện cho những người bị các nguồn ô nhiễm tinh thần khác tác động, nên bây giờ bởi vì người cần trợ giúp quá nhiều, toàn bộ thanh cản chúng ta đã rơi vào tình trạng quá tải. Trong góc tối của thế giới không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị đang theo dõi chúng ta. Nhưng tại thời điểm căng thẳng như vậy, chúng ta lại mạo hiểm tiến hành cách thức hóa phiên tòa lúc nửa đêm. Ngươi không sợ cuối cùng bộ trưởng thẩm cũng hỏi ra điều đó. Ở thời khắc yếu ớt như vậy sẽ dẫn tới phản tác dụng sao? Đối mặt với vấn đề này, giáo sư Bạch cũng chỉ thở nhẹ một hơi, nói. Đương nhiên không cần lo lắng. Bởi vì nhất định họ sẽ đến. Sắc mặt của ông rất bình tĩnh, câu từ rõ ràng. Lần gián thế thứ ba vốn là một âm mưu do ai đó lập nên. Nếu đã có bàn tay của con người nhúng vào, tất nhiên sẽ tồn tại một mục đích nào đó, thế nên không cần để tâm tới tình thế hiện tại với vì đó chỉ là một quan niệm chuyện phía trước càng diễn tiến thuận lợi như vậy sự phản tác dụng đáng sợ hẳn đang âm thầm ấp ủ phía sau ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều biết rõ một chuyện sự phản tác dụng đó sẽ tới vào lúc nào đương nhiên chính là lúc chúng ta yếu ớt nhất cũng là thời khắc quan trọng nhất ngươi bộ trưởng thẩm không nhịn được mà cắn chặt khớp hàm cố nén lửa giận hỏi nếu vậy tại sao ngươi còn muốn dốc toàn lực chuẩn bị? Ngươi thậm chí còn không kêu tiểu đội bạo quân trở về để đối phó với những nguy hiểm không thể lường trước. Nhóm kỵ sĩ thanh cản ở khắp nơi trên thế giới cũng chưa quay lại. Nếu thật sự có sinh vật cấp cao hay tồi tệ hơn là thể tối thượng tập kích thanh cản vào lúc này thì những gì ngươi nói rất có thể cũng là điều mà thế lực nào đó mong muốn chúng ta làm vậy. Đối diện với lời chất vấn của Bộ trưởng Thẩm, giáo sư Bạch lại chỉ nhẹ nhàng trả lời nhưng ta không cảm thấy cách làm đó là chính xác. Tựa như trăng đỏ sẽ không biến mất chỉ vì lời cầu nguyện của mọi người, mỗi ngày nó vẫn xuất hiện trên trời theo lệ thường. Thanh cản chắc chắn sẽ phải bước lên sân khấu này. Không phải bị người khác đẩy lên, hay là đi đường ngang ngõ tắt để bước lên. Mà chúng ta sẽ quang minh chính đại, dựa vào thực lực của chính mình để đứng trên sân khấu này, đối đầu trực diện với họ. Thế nên, dù là thể tối thượng hay là thứ gì khác, giáo sư bạch thở sâu một hơi nói họ muốn đến vậy cứ đến đi nếu không sợ bản thân chẳng thể quay đầu thì cứ việc nghi thức tấn chức bắt đầu thái độ của giáo sư bạch rất thẳng thắn thành khẩn nhưng lại khiến ngài tô cảm thấy khiếp sợ vì sự ngăn cách về chuyên môn ông không thể hiểu hết toàn bộ những gì giáo sư bạch đã nói nhất là khi giáo sư bạch còn có một khuyết điểm lớn đó là khả năng biến một số chuyện vốn đã không quá rõ ràng thành ra càng thêm khó hiểu tỷ như lúc này, ông vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao trong tình huống dù đã đoán trước được sẽ xảy ra biến cố, giáo sư Bạch vẫn bất di bất dịch, kiên quyết chấp hành kế hoạch này. Nhưng công tác khác biệt, trách nhiệm cũng khác biệt, nên lúc này mình chỉ có thể quyết định tin hay không tin mà thôi. Đương nhiên là phải chọn tin ông ấy rồi. Đã chạy trật theo ông lâu như vậy, cũng đã cứu vớt cả nửa thế giới rồi, giờ chẳng lẽ lại quay đầu. Giai đoạn 2 của kế hoạch thiên quốc cuối cùng vẫn khởi động. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ người trong căn cứ cũng như trăng đỏ trên không trung, búp bê nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào phiên tòa lúc nửa đêm. Ngay sau đó, giáo sư Bạch hít sâu một hơi, bước tới cạnh mấy ma trận năng lượng cỡ nhỏ đặt kế bên phiên tòa lúc nửa đêm, dưới ánh mắt thấp thỏm lo âu của nhóm nhân viên nghiên cứu và lãnh đạo cấp cao của thanh cảng, ông tĩnh tâm ngưng thần hồi lâu, rồi vươn tay bật công tắc nguồn điện lên. Lách tách! Trắng điện khổng lồ bắt đầu uống lượng phía trên phiên tòa lúc nửa đêm phiên tòa lúc nửa đêm trông như một tòa kiến trúc thật sự với vách tường dày nặng thậm chí còn phủ cả rêu xanh đột ngột phát sinh biến đổi giờ phút này viên đá đầu tiên nặng nề mà kiên cố nơi vách tường đen ngòm bắt đầu trở nên không chân thật tựa như ảo ảnh lập lòe chấp tắt liên tục như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào cũng trong giây phút này từ trong phiên tòa lúc nửa đêm bỗng truyền tới tiếng xích sắt va đập từng sợi xích trắng duỗi ra ngoài phiên tòa lúc nửa đêm nhanh nhẹn bay quanh cũng như khắc họa lên tòa cung điện tinh thần này khung cảnh tựa như trong mộng ảo. Lúc này, thân là người mặt đối mặt với phiên tòa lúc nửa đêm, mọi người ngay cả chớp mắt cũng không dám, dù là người bên phía thanh cảng hay là các nhân viên nghiên cứu tới từ các nơi trên thế giới, theo sự biến đổi của phiên tòa lúc nửa đêm, trong lòng họ cũng nảy sinh một cảm giác vi diệu. Nếu nhất quyết phải hình dung thì giống như cõi lòng bỗng trở nên khoan dung hơn lúc trước. Rất nhiều sự vật, sự việc cũng như con người dần trở nên rõ ràng hơn trong lòng đặc biệt là những chuyện có ý nghĩa lớn với bản thân thì càng thêm nổi bật. Tỷ như thằng nhóc hàng xóm láo cá từng đánh mình hồi nhỏ. Tỷ như, người bạn tốt đã từng lừa tiền mình khi lớn. Tỷ như người anh em tốt đã cướp bạn gái của mình. Tất cả đều là những người đã tạo thành đã kích rất lớn và khiến mình phải căm hận tới già, mãi mãi không thể tha thứ. Nhưng ngay tại giây phút này, khi thấy phiên tòa lúc nửa đêm tan biến, tranh giới và chấp niệm trong lòng cũng đột ngột bị xóa nhòa, như thể nó vốn không quan trọng tới vậy. Họ cảm thấy có thể tha thứ cho đối phương, bản thân không nên chỉ trích cũng như căm hận hắn nặng nề như vậy. Sự tha thứ và khoan dung này tới rất tự nhiên, như thể bản thân tự mình nghĩ thông suốt. Đương nhiên, cũng có vài người thật sự không có cách nào nghĩ thông được. Tỷ như cái người hồi nhỏ thì bị thằng nhóc nhà hàng xóm đánh, lớn lên lại bị con nhà hàng xóm lừa tiền, sau đó lại bị chính người đó đoạt mất bạn gái, lúc này hắn đang ngây ngốc ngắm nhìn phiên tòa lúc nửa đêm dần tan biến phía xa xa trong lòng thầm nhủ sao ta lại vĩ đại như thế chứ có phải cảm xúc trong lòng biến đổi rất đột ngột không giáo sư bạch thở dài một hơi nhìn phiên tòa lúc nửa đêm trước mặt đã bắt đầu tan biến nhưng đúng hơn là đang mơ hồ đổi sang một loại hình thái khác rồi quay sang nói nhỏ với thể tối thượng và nhân loại trong thế giới thật không phải kẻ thù không đội trời chung cung điện tinh thần của họ cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng ta trên thực tế, mối tương quan giữa chúng ta và thể tối thượng thật sự quá nhiều, không mặt nào là không có. Ví dụ như phiên tòa lúc nửa đêm đại diện cho sự phán xét, buộc tội, hoang tưởng, nếu nhìn sâu vào bản chất, đó chính là cảm quan về thiện và ác của chúng ta. Thể tối thượng, thay vì nói là ở trong thâm nguyên, chỉ bằng nói là ở sâu trong tiềm thức của chúng ta mới phải. Ít nhất thì tại thời điểm này, khi phiên tòa lúc nửa đêm tan biến, cảm quan thiện ác của chúng ta ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra biến đổi. Đúng đúng đúng. Ngài Tô không kiểm được mà gật đầu đồng tĩnh. Quá thần kỳ, ta bây giờ bỗng cảm thấy không cần mãi trách ngươi thường xuyên tiêu tiền bừa bãi, ngoài miệng nói cùng chia sẻ mọi thông tin với nhau, trên thực tế lại âm thầm thích tự chủ trương, còn xem ta như tấm một. Giáo sư Bạch tức khắc cảm thấy không giải thích nổi nữa, quay sang nhìn chầm chầm ngài Tô với ánh mắt sâu xa. Thì ra trong lòng lão già này lại tồn tại sự bất mãn lớn như vậy. Vậy nếu phiên tòa lúc nửa đêm tan biến, chẳng lẽ từ giờ về sau đúng sai thiện ác trong chúng ta cũng sẽ không tồn tại nữa? Đúng lúc này, ngài Tô bỗng nhận ra một vấn đề vô cùng đáng sợ. Không đâu. Giáo sư Bạch lắc đầu, nhẹ giọng nói. Phải trái đúng sai nằm ở lòng mỗi người, thế nên nó sẽ luôn tồn tại bây giờ chẳng qua chúng ta đã đánh vỡ một loại hình thức về cảm quan thiện ác để hình thành một hình thức đúng sai khác mà thôi quá trình này thật ra vẫn luôn tồn tại phiên tòa lúc nửa đêm cũng không phải một vật phẩm vĩnh hằng nó chỉ là dùng nhiều loại hình thức liên tục biến đổi để tồn tại đương nhiên vì thể tối thượng đã có ý thức thế nên biến đổi của thể tối thượng mới tác động tới mọi người xét về mặt nào đó có ý thức tức là đã trở thành một bản thể riêng biệt thế nên đặc tính của nó cũng hóa thành quyền lực của nó nó có thể tác động tới thiện ác đúng sai trong lòng mỗi người mặt khác nó cũng sẽ bị những người trong thế giới thật ảnh hưởng bây giờ người cầm kiếm hoang tưởng đã biến mất thế giới này đang chờ đợi thể tối thượng mới giáng xuống cô không hề giống với những thể tối thượng trước vì cô không phải ý thức được sinh ra từ sức mạnh tinh thần cực đoan rồi mới hóa thành thân xác cô là một người trong thế giới thật lội ngược dòng leo lên bậc thang từng bước tác động tới mọi người cũng như nắm lấy quyền lực tối thượng ngươi có thể hiểu là từ lúc búp bê trở thành thể tối thượng mới vậy thế giới tối thượng sẽ không còn thuần khiết nữa đương nhiên cũng vì nguyên nhân này nói tới đây hắn hạ thấp giọng xuống ánh mắt hướng về nơi xa rất có thể không phải tất cả mọi người hoặc là sinh vật đều chờ mong sự xuất hiện của thể tối thượng mới này trên thế giới này một lượng lớn sinh vật tinh thần cấp cao bắt đây nảy sinh cảm ứng trong số chúng có kẻ có thể trực tiếp nhìn thấy dòng điện màu xanh xuất hiện ở phía thanh cảng cũng có kẻ chỉ cảm nhận được tinh thần đột ngột chấn động tựa như đàn cá sống trong biển rộng khi một góc biển xảy ra biến hóa long trời lở đất mỗi một loài sinh vật sống trong khu biển này đều sẽ cảm ứng được cũng vì vậy mà nảy sinh đủ kiểu tâm tư thiên kỳ bách quái hoặc sợ hãi hoặc phẫn nộ cũng có ghen ghét thậm chí là tham lam cơ hội chúng ta chờ đợi đã đến ở phía tây xa xôi phòng thí nghiệm nào đó được xây trên sườn núi trong căn phòng họp trống rỗng chỉ có duy nhất hai người đang ngồi một người mặc áo choàng giáo hội màu đen ngồi ở đầu trên một người mặc áo bờ trắng ngồi ở đầu dưới trong phòng họp có cấp bậc cao tới độ có thể ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ thế giới hai người họ lặng lặng ngồi đối diện nhau khi dao động kỳ lạ này xuất hiện họ đồng thời ngẩng đầu mắt đối mắt thân xác của người cầm kiếm xuất hiện ở thế giới thật tất sẽ dẫn tới một cuộc tranh đoạt một khi người trên thế giới này có mục tiêu để theo đuổi, tất nhiên sẽ thả lỏng phòng vị với những chuyện khác. Tuy chuyện cung điện tinh thần của người cầm kiếm xuất hiện ở thanh cản nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng tới nước này, ngược lại lại trở thành chìa khóa để chúng ta phá giải cục diện này. Hủy diệt nó Dù thực nghiệm không biết trời cao đất dày của thanh cản nho nhỏ trong thành phố cao tường chẳng ra gì, hay là giả tâm chế tạo thể tối thượng để ổn định thế cục có nực cười cỡ nào, thì chúng ta cũng không cần tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa, trực tiếp nương cơ hội này hủy diệt hết đi. Chỉ như vậy mới có thể đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo. Dòng điện màu xanh bao trùm phía trên phiên tòa lúc nửa đêm, hay nói đúng hơn giờ nó không còn là phiên tòa lúc nửa đêm nữa, mà là một dòng tinh thần thuần khiến, mơ hồ mà thôi. Chúng nó có cấp độ tối cao, hơn nữa còn có mối liên hệ thần bí với toàn bộ tinh thần của nhân loại trên thế giới. Bây giờ nó đã đánh mất tất thảy tính chất và bên trong nó, đặc tính tinh thần của búp bê đang tác động lên tất cả dòng chảy tinh thần hỗn loạn này dần có xu hướng ổn định bắt đầu biểu hiện ra một loại đặc tính khác cũng vậy trong thời khắc mấu chốt này trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần thanh cảm tất cả mọi người đều miếm môi miếm lợi trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung tập trung chờ đợi trong nôn nóng và khẩn trương giáo sư bạch hình như cũng rất sốt ruột nhưng ông không nhìn về phía cung điện tinh thần mà lại quay sang hướng khác khi tiếng chuông cảnh báo reo lên vang dội trong căn cứ tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi họ vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn quay đầu nhìn về một hướng khác không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì giáo sư bạch mím chặt môi trên mặt chẳng hề có gì gọi là ngạc nhiên như thể chuyện này vốn nằm trong dự kiến của ông quả nhiên đã tới nguyên nhân của tiếng cảnh báo là đám người đông nghìn nghiệp ở phía xa đang lao nhanh về phía thanh cảng mà chẳng hề báo trước hiện tại xung quanh thanh cảng rất an toàn vì kỵ sĩ ánh sáng thanh cảng đã huy động sức mạnh của búp bê hay nói đúng hơn là trải dài làng váy của nữ thần ra khắp mọi nơi trên mảnh đất này khi làng váy trở nên rộng hơn toàn bộ nguồn ô nhiễm quái vật tinh thần sinh vật quỷ dị nằm trong khu vực được sức mạnh tinh thần của búp bê bao phủ đều bị đuổi đi hết thậm chí là bị dọn sạch gục ngã trong tay tiểu đội bạo quân có thể nói những nơi đoàn kỵ sĩ đi qua đều trở nên sạch sẽ và ổn định càng lại gần thanh cảng sẽ càng ổn định. Nhưng cục diện ổn định, nhân tâm lại chưa chắc. Sau khi thanh cảng bắt đầu thúc đẩy kế hoạch thiên quốc, khu vực được họ dọn dẹp sạch sẽ nguồn ô nhiễm cũng ngày càng lớn, áp lực phát sinh cũng ngày càng nặng nề. Vô số những người còn sống sót tuy không phải đối mặt với sự uy hiếp của ô nhiễm, nhưng họ vẫn rơi vào trạng thái hốt hoảng và khẩn trương, các điểm tập kết và thành phố cao tưởng cũng chịu đã kích trầm trọng, cơ cấu chính trị đã sớm sụp đổ, cũng tạo thành một lượng lớn lưu dân trong lòng những người này chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Thanh cản đã cứu mình, thanh cản là an toàn nhất, nên họ không màng tất cả mà di chuyển tới đây. Khu vực được cứu vớt quá rộng, lấy thực lực của thanh cản căn bản chẳng thể nào ổn định cũng như khống chế được cục diện. Hiện tại năng lực phóng xạ của thanh cản đã sớm chạm tới giới hạn, thứ duy trì sự yên tĩnh bây giờ chính là sự cân bằng vi diệu mong manh. Sự áp lực này cũng là nguyên nhân chính khiến búp bê phải nhanh trong tiến vào cung điện tinh thần, trở thành thể tối thượng mới. Lúc này, khoảng 30 cây số về phía Nam Thanh cảng, xuất hiện một biển người đông nghìn nghịt. Những người này phần lớn là đến từ khu hỗn loạn, hoặc là những người còn sống của vài điểm tập kết bị phá hủy ở phía Nam Thanh cảng, họ muốn tiến lại gần thanh cảng theo bản năng. Nhưng thanh cảng cũng biết nếu để cho nhiều người tới đây cùng một lúc như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề nên đã sai một đội quân tới ngăn chặn, ra lệnh cho họ không được tới gần ngoan ngoãn chờ đợi sự sắp xếp của thanh cản. Cục diện vốn còn đang rất tốt, một nhóm vật tư đã được chuyển tới đó. Dưới tình huống có thức ăn, có nước uống, còn có một đội quân cam đoan rằng đoàn kỵ sĩ sẽ không dám tới gần, những người này đồng ý chờ đợi, dù sao khát vọng xa vời của họ vốn không phải có thể trực tiếp tiến vào thanh cản, mà là thành lập một điểm tập kết mới lân cận thanh cản. Bây giờ, với họ mà nói có thể may mắn sống sót trong tình cảnh khủng khiếp như ác mộng, hơn nữa cũng không bị đói chết là đã tốt lắm rồi. Số lượng người giống như vậy rất đông, tạo thành một mảnh đen nghìn nghịt, đếm sơ đâu chỉ có mỗi 100 hay là 200 nghìn thôi đâu. Cộng thêm số người sống sót không ngừng ùa tới từ khắp các nơi trên thế giới khiến số lượng không ngừng tăng lên, cuối cùng nhiều tới độ không có cách nào thống kê nổi. Lúc này, một người may mắn sống sót đang ngồi trên bờ ruộng ở khu hoang dã bỗng ngẩng đầu nhìn trăng đỏ trên không trung. Thanh cản đưa tới không ít lều trại, nhưng không đủ để mỗi người đều có. Trước số lượng quá đổi khổng lồ, chỉ có số ít người được ở trong lều. Thanh cản cũng đưa tới không ít thức ăn, nhưng cũng vậy, không phải ai cũng được chia phần, dù là thanh niên trai tráng thì cũng chỉ cướp được nửa miếng bánh mì. Hắn với cái bụng đói kêu vang chỉ có thể chờ, chờ ác mộng kết thúc, chờ thanh cản sắp xếp cho mình. Sau đó, ngay khoảnh khắc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng xiền xích va đập như có như không, trong trẻo, linh hoạt lại kỹ ảo như đang vang lên từ trong đại não. Ý thức như rơi vào ảo giác. Hắn nhìn thấy trong trăng đỏ thấp thoáng bóng người màu đen, hắn vung tay, thả xiền xích vô tận xuống đám người bên dưới. Em ảm. ầm um, ầm. Um. Xiền xích lọt vào lòng người. Cảm giác đói khát, rét lạnh, cũng như không chắc chắn về tương lai trong lòng người này bỗng phát triển với tốc độ chóng mặt. Hắn nhớ tới giấc mơ mà mình từng nhìn thấy lúc trước, nhớ tới cô gái mặc váy trắng, hoàn hảo tới cực hạn trong mơ. Sở dĩ thanh cản không bị cơn ác mộng này đánh sụp, còn trở thành người cứu vớt họ chính là vì có được cô gái này, đúng không? Dù bây giờ mình đang an toàn, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh tượng con nhện với cặp mặt đó rực thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng đỏ, nó len lỏi qua đám đông, nuốt chửng em trai, em gái và cả người mẹ già của hắn. Nếu hắn có thể kiểm soát được cô gái xinh đẹp kia, có phải mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy không? Tất nhiên, người ta thuộc về thanh cảm mình chỉ có thể ngồi đây hy vọng xa vời nhưng nếu mình có thể khống chế được cô ấy thì sao nếu mình hợp tác với những người xung quanh thì sao đôi mắt của hắn bỗng trở nên đỏ rực khi màu mắt của hắn biến đổi tiếng xiền xích va đập bên tai càng thêm vang dội cũng càng thêm rõ ràng hắn vội vàng xoay người nhìn đám đông xung quanh như phát điên cả đám đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thanh cảm họ không cam tâm ngồi dưới đất nữa mà lồng cồn bò dậy tiếng hít thở ngày càng dồn dập. Cả cơ thể lẫn cảm xúc đều không chịu nổi mà rung lên. Khà, khà, khà. Biến hóa và cùng loại đột ngột ập tới chỉ trong thời gian một cái chớp mắt. Thậm chí ngay cả đội quân thanh cản với 300 người lính vũ trang kia cũng chẳng kịp phản ứng để chặn họ lại. Những người vốn phải yên tĩnh ngồi trên khu hoang dã, thầm may mắn mình đã thoát khỏi tận thế bỗng đột ngột nổi điên, họ rít gào, la hét, từ ngư xô ta đẩy thông thả tiến lên trước biến thành cùng nhau điên cùng lao tới như thủy triều. Đội quân vũ trang 300 người bị dòng người lặng yên không một tiếng động bao phủ trong nháy mắt. Không phải cô ấy quyết định vận mệnh của chúng ta, càng không phải thanh cản sẽ là người quyết định vận mệnh của chúng ta. Chúng ta phải tự định đoạt lấy vận mệnh của mình, cũng quyết định vận mệnh của thanh cản. Không cần ở lều trại, không cần ăn bánh mì. Chúng ta muốn tự quyết định mình ăn cái gì, mình ở nơi nào. Suy nghĩ cuồng nhiệt lấp đầy tim họ, mỗi người đều đã bị giả tâm khống chế, trở nên điên cuồng, chỉ biết nhắm vào thanh cản. Hoàn toàn không thèm suy nghĩ xem mình có thành công hay không, cũng chẳng hề nghĩ tới rằng mình vừa được thanh cản cứu sống mà lại làm ra hành động này này thì có đúng hay không. Càng không một ai chú ý rằng, trong tình cảnh cuồng nhiệt như vậy, quang mang tỏa ra từ trăng đỏ như trở nên vạn vẹo, trên người họ mọc ra từng sợi xích màu đen mà đầu còn lại của sợi xích lại nằm trong tay một người nào đó có tập bậc gần sát với trăng đỏ. Đám đông điên cuồng bên dưới ngày càng nhiều, cũng ngày càng cuồng nhiệt, nhưng người khoác áo choàng đen này lại thông thả dạo bước như đang tản bộ trong sân vắng. Đôi mắt ẩn dưới lớp mũ trùng màu đen cũng ngày càng sáng ngời. Lượng lớn lưu dân không chỉ tập trung ở mỗi phía nam, mà bốn phương đông tây nam bắc của thanh cảng đều có vô số người vì quê hương bị quá hủy nên không có nhà để về, cũng không cảm nhận được sự an toàn vì phía thanh cảng cũng là bị ép bước lên con đường cứu vớt thế giới này nên trong khoảng thời gian ngắn thanh cảng không có cách nào sắp xếp tất cả mọi người giúp họ thành lập quê hương cũng như trật tự mới cả hay nói đúng hơn có thành lập cũng vô ích mà cục diện như vậy rất dễ dẫn tới biến hóa nhà của chúng ta không còn thôn xóm cũng không còn thân nhân cũng không có cơm ăn cũng không có nhưng ở thanh cảng thứ gì cũng có đồ ăn nước uống vàng bạc phụ nữ. Dựa vào đâu chỉ mình họ mới được hưởng thụ những thứ ấy, dựa vào đâu chúng ta lại không? Bi thôi, cướp hết, đoạt hết tất cả về tay chúng ta. Rầm rầm rầm. Phía Bắc Thanh Cảng cũng có lượng lớn lưu dân tụ tập. Mỗi một người ở đây đều nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ. Tựa như có một lúc nào đó, trái tim bỗng bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo hung hăng bóp chặt. Vì vậy họ cũng trở nên điên cuồng, miệng không ngừng la hét, cảm xúc dân trào như sóng thần ập tới. Ai nấy cũng đều cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng đúng lý hợp tình, cảm thấy mọi chuyện vốn nên như vậy, thế là họ sôi nổi hét lớn một tiếng, lao về phía thanh cảng. Chỉ là không một ai chú ý thấy rằng có một bàn tay tái nhật đang duỗi vào lòng ngực mỗi người từ phương diện tinh thần, hung hăng nắm chặt lấy tim họ. Bắt đầu từ lúc đó, trái tim hóa thành một màu trắng bệt, toàn bộ lý trí cũng theo đó biến mất từng nhóm người với trái tim trắng bốc điên cuồng chảy loạn trên khu hoang dã. Vô số người lao tới từ phía Tây, trong mắt chứa đầu côn trùng. Tại sao chúng ta phải cửa nát nhà tan, còn thanh cản lại trở thành anh hùng cứu vớt thế giới này? Tại sao chúng ta phải chịu đói chịu khát bên ngoài thành phố, còn người trong thanh cản lại có thể sống yên ổn an nhàn ở bên trong? Không được, như vậy không công bằng. Chúng ta cũng muốn sống trong thành phố, người thanh cản cũng phải ra ngoài chịu đói chịu khát bị lòng đố kỵ tra tấn nên họ căn bản chẳng hề nhận ra có một người phụ nữ mặc trang phục thời xưa màu đen, đầu đội vương miệng mạo gai, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đang chậm rãi dạo bước dưới trăng đỏ. Từng con sâu với đủ mọi màu sắc rớt xuống từ phía dưới làng váy của cô, chúng giữ tận uống éo trên mặt đất, cố gắng ngóc đầu, chui vào trong cơ thể của toàn bộ sinh vật sống xung quanh, cắm rễ ký sinh. Mà tất cả những người bị ký sinh đều bị sự ghen ghét đố kỵ mãnh liệt khống chế, họ căm ghét thanh cảnh căm ghét người dân thanh cản. Thậm chí còn ghen ghét với cả trăng đỏ trên không trung, trách nó sao lại đỏ như vậy. Sóng gió bắt đầu nổi lên trên vùng biển phía đông, từng cơn sóng lớn xô vào bờ. Tiếng sột soạt truyền tới từ đâu đó. Nhìn bằng mắt thường, ở đó không có bất cứ thứ gì, nhưng vẫn cảm giác được có hàng hà sa số sinh vật nguyễn thể đang bò từ dưới biển lên bờ. Mỗi con chỉ lớn bằng đốt ngón tay, số lượng dày đặc, chồng lên nhau tạo thành bức tường cao vài trăm thước, hệt như bị cơn sóng vô hình cuốn về phía thanh cảng dù là bức tường cao quanh thanh cảng hay là lĩnh vực tinh thần của búp bê thì cũng chẳng thể cản bước được nó bất luận thứ gì chỉ cần dám cản đường nó đều sẽ bị nó cắn nuốt ngược lại ăn mòn thành cái sàn nó lẻn vào thanh cảng lẻn vào tâm trí người dân trong thanh cảng vì thế trong thanh cảng ý chí cảm quan thiện ác nguyên tắc và sự thiện lương của rất nhiều người bỗng xuất hiện một đống lỗ thủng đám sinh vật nhuyễn thể cuồng hoang trong lòng người, vui vẻ đóng mở cái miệng to lớn. Vì thế trong lòng họ cũng dần nảy sinh cảm xúc tham lam mãnh liệt muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Lòng tham muốn phát hủy tất cả những thứ tốt đẹp trên đời, dù phải đồng quy vô tận cũng phải nuốt chửng hết thảy. Trăng đỏ lẳng lặng tỏa chiếu trên trời cao. Sinh vật nhuyễn thể lặng lặng bò trong lòng người. Người mọc đầy xiền xích, người có bàn tay tái nhợt, người phụ nữ đầu đội vương miệng mạo gai, cả ba đồng thời tiến tới từ các hướng khác biệt. Ngày càng nhiều người bị tác động mà xông tới, cầu tuyết càng lăn càng lớn. Dần dần, thanh cảng bị nhấn chìm trong bầu không khí điên cuồng trước giờ chưa từng thấy. Giống như trong đại dương đỏ tươi, những con sóng xung quanh tạo thành những bức tường cao, còn thanh cản, giữa vô vàng những con sóng cuồn cuộn này, lại trông nhỏ bé như một tảng đá ngầm màu đen. Sao lại thế? trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, sau khi nghe lời báo cáo của nhân viên quan sát, Ngài Tô kinh ngạc tới nỗi đóng mở trên mặt trung hết cả lên. Sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Tại sao họ lại tấn công trạm canh gác và tuyến phòng ngự vũ trang của chúng ta? Là kẻ điên sao? Không đúng, không phải trong lĩnh vực tinh thần của búp bê, toàn bộ nguồn ô nhiễm tinh thần đều sẽ bị bài xích ra ngoài sao? Sao vẫn còn ô nhiễm được chứ? Trong lĩnh vực tinh thần của búp bê, toàn bộ nguồn ô nhiễm sẽ bị bài xích hoặc là dọn sạch. Giáo sư Bạch lạnh giọng trả lời. Nhưng có một ngoại lệ. Tối thượng. Sức mạnh cấp tối thượng cao hơn búp bê, nên chúng có đủ thực lực lẻn vào trong khu vực đã được thanh cản chúng ta dọn sạch. Hơn nữa ô nhiễm những người đã được sức mạnh tinh thần của búp bê bảo vệ, cũng tạo thành đòn tấn công sâu sắc và điên cuồng thế này. Tối thượng. Sắc mặt ngài tô có hơi trắng bịch. Tối thượng tới thật ư. Giáo sư Bạch thất giọng nói: Nếu ta đoán không sai, có lẽ không chỉ một thể tối thượng đâu. Đống thịt trên mặt ngài tô nảy lên vì ngạc nhiên, hai mắt mở lên. Không chỉ một tức là vài vị sao? Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Lão Bạch, có phải bây giờ trong lòng ngươi đang sợ muốn chết nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ trấn định không? Phù, chúng nó có tới vài tên cũng không sao. Giáo sư Bạch quay đầu nhìn về phía ngài tô chúng ta có sợ hay không cũng không quan trọng dù là thể tối thượng hay là sinh vật quái dị cấp cao cả hai đều sở hữu đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đứng trước sự tác động và ô nhiễm của chúng chúng ta gần như không hề có cơ hội phản kháng thế nên đương nhiên bọn chúng rất nguy hiểm thậm chí là không thể cản nổi dù sao chúng nó cũng là sinh vật tinh thần có khả năng tổn thương căn cơ nguồn gốc của chúng ta nhưng một khi lòng chúng ta đã cương quyết làm chuyện gì đó khi quyết tâm của chúng ta đã lớn đến độ dù trời có sập xuống cũng có thể một tay chống đỡ thì dù là thể tối thượng cũng chẳng có cách nào thay đổi thái độ của chúng ta với thế giới này cá nhân cũng vậy tập thể cũng thế cho nên mặc kệ có bao nhiêu thể tối thượng tới cũng mặc kệ lòng chúng ta sợ hãi tới cỡ nào hắn thoáng im lặng vài giây sau đó nghiến chặt răng tay nắm lại giơ lên trời chúng ta đều sẽ dũng cảm nên chiến bốn vị chung cực tấn công thanh cảm thanh cản sắp không còn sức đánh trả nữa. Lúc thanh cản bắt đầu bị chìm trong sự hỗn loạn và điên cuồng, trên núi cao lại có vẻ yên tĩnh khác thường. Đầu bàn hội nghị, giáo chủ áo đen giọng nói trầm thấp, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Đây là điều đã được định trước. a à, trong thế giới hoang dường như này, thế mà vẫn còn có người muốn làm chúa cứu thế. Đây là chuyện buồn cười nhất. Người họ cứu được đều sẽ trở thành gánh nặng của họ, những gánh nặng này lại sẽ trở thành lực lượng hủy hoại họ. Khống chế, chiếm hữu, tham lam, ghen ghét, những cảm xúc này sẽ chỉ phối điều khiển trái tim của những người sống sót kia. Như thế sẽ không giống như trong truyện cổ tích kể đâu, người được cứu cảm ơn, có đạo đức, trở thành bạn đồng hành của thanh cản. Hoàn toàn ngược lại, họ sẽ chỉ vì tâm lý công bằng với thanh cản làm cho họ điên cuồng, mù quáng, liều lĩnh tấn công, dù cho số phận cuối cùng chỉ là kéo thanh cản cùng chết cũng không muốn mình chỉ là người may mắn còn sống sót mà đối phương trở thành chú cứu thế à có lẽ sẽ có người cảm thấy đây chỉ là ô nhiễm của chung cực điên cuồng tạo thành trên thực tế chưa từng có bất kỳ một loại ô nhiễm nào có thể thành công dưới tình huống trong lòng không có thứ dẫn dắt họ điên cuồng bởi vì vốn dĩ họ họ đã điên cuồng nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng nghe hắn nói xong cũng không có vui sướng khi thành công ánh mắt hắn có vẻ ảm đạm trước nay chưa từng có người dấu trượng bàn tay tái nhật vốn đã rất nguy hiểm trước đó chúng ta không dám để sự tồn tại của họ đi vào hiện thực nhưng bây giờ vì cơ hội cuối cùng này chúng ta để cho họ tới hiện thực trên thế giới này trung cực không bị khống chế này nhiều thêm hai loại quả thực quả thực họ có thể giúp được chúng ta rất nhiều nhưng nếu như họ chiếm trước tiên cơ e rằng kế hoạch của chúng ta họ sẽ không cho chiếm trước tiên cơ giáo chủ áo đen ngắt lời hắn dường như rất có tự tin dù sao cũng có sự tồn tại của bạo quân. Bạo quân, đó là hóa thân của cơn phẫn nộ, quái vật chỉ biết hủy diệt. Vừa nói như vậy thậm chí ánh mắt hắn cũng hơi sáng lên, dường như bị sự cùng nhiệt thay thế sự tỉnh táo trong mắt trước đây. Đây là một kế hoạch hoàn mỹ nhất. Dù là bạo quân cũng không giải quyết được vấn đề bây giờ thanh cản phải đối mặt, căn bản hắn không giỏi việc giải quyết vấn đề. Ha ha, lúc người nói ra câu hỏi cuối cùng thì ta đã hiểu ngay. Đúng vậy, đáng nhẽ chúng ta phải nên làm như vậy từ sớm. Sức mạnh của bạo quân bắt nguồn từ phẫn nộ nộ, mà phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Trước đó đúng là chúng ta đã sai bởi vì chúng ta lại nghĩ đối đầu với phẫn nộ, điều này sao có thể thành công. Chúng ta nên dẫn dắt cơn tức giận của hắn, làm cho hắn càng tức giận. Tứ đại trung cực tấn công thành cảng, bất kể bạo quân có trở về hay không thì kế hoạch của thanh cảng đều sẽ thất bại, dị biến giả có ý đồ trở thành trung cực mới kia sẽ sụp đổ, mà bạo quân. Ha ha, dĩ nhiên hắn sẽ tức giận, là cơn tức giận trước nay chưa từng có, nhưng cơn tức giận này cũng sẽ lớn ác hắn, và khi cơn tức giận cắn nuốt hoàn toàn hắn thì thế giới này cũng sẽ thành một mớ hỗn độn, và khi đó, hắn thở dài một hơi, đôi mắt sáng lên ánh sáng cuồng nhiệt. Chúng ta cũng sẽ đạt được cơ hội cuối cùng. Cơ hội duy nhất. Nên chiến. Nhìn qua vẻ mặt kiên định của giáo sư Bạch, Tô tiên sinh gần như khóc lên. Luận khí thế luận triết học luận quyết tâm luận nghiên cứu, vậy chắc chắn là ngươi giỏi hơn ta. Nhưng ta cũng có mắt. Hắn chỉ hận bây giờ không thể nếu cổ giáo sư Bạch lại hét to. Ngươi qua đây nói cho ta xem, bây giờ lấy cái gì nên chiến? Khủng hoảng. Nhìn theo ánh mắt của Tô tiên sinh, thứ có thể nhìn thấy chỉ có một nỗi khủng hoảng xung quanh căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần của thanh cảm, đủ loại dụng cụ đo lường cũng bắt đầu kêu lên ồn ào. Không chỉ có dụng cụ đo lường mà tất cả trạm gác và thám tử đều trở về báo cáo khẩn cấp. Dụng cụ đo lường kêu loạn lên là vì có đủ loại sức mạnh tinh thần hỗn loạn, sức mạnh tinh thần khác thường đã tràn khắp chung quanh thanh cảm. Giống như một cái lưới lớn về thanh cảm trong đó, mỗi một loại phóng xạ sức mạnh tinh thần đều đạt đến mức chưa từng có mỗi một loại đều không thể dùng chức năng phân tích tự động của dụng cụ đo lường cho ra phân tích, chỉ có thể kêu tiếp tiếp, giống như tiếng khóc vô cùng sợ hãi. Đề phòng Đề phòng Đề nghị khởi động hình thức ứng chiến Biển người có tổng cộng mấy trăm vạn người trở lên đang từ đồng hoang chạy về phía thanh cảng. Tiếng điện thoại báo cáo hết đợt này đến đợt khác liên tiếp vang lên, mỗi một người nhận được tin tức đều sợ hãi đến khàn cả giọng. Bộ đội khẩn cấp bố trí ở bên ngoài thanh cảng không biết đã có bao nhiêu người nên chiến tiến về phía trước. Nhưng, bất kể trước đây thanh cảng bố trí kín đáo và nghiêm ngặt cỡ nào, thì từ khi bắt đầu tập kích đến bây giờ tất cả báo cáo tiếp nhận được chỉ có bộ 20 bỗng nhiên mất liên lạc, 20 đề nghị rút lui, thành phòng bộ đang chờ mệnh lệnh khởi động pháo điện từ chờ tin tức. Trung quanh thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng súng vang lên, nhưng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa có lẽ quân đội thanh cản vũ khi đầy đủ tiên tiến, tổ chức chuyên nghiệp, trang bị phòng ngự cũng đầy đủ dày đặc. nhưng trước biển người đếm không hết kia, trước những người như không sợ chết dâng lên như thủy triều kia, không có bất kỳ một chi đội quân đội nào có thể chống lại hiệu quả. nhưng là kiếm sắc cũng không ngăn được nước sông. cảnh báo, cảnh báo. bộ trưởng thẩm vừa mới chạy đến bên cạnh chỉ huy, sau khi nhìn thấy tin tức thành phố tường cao gửi đến, hắn suýt nửa hôn mê hắn nhận được hình ảnh từ trên thành phố tường cao và các điểm quan sát bên ngoài gửi đến dưới mặt trăng màu đỏ biển người từng loạt từng loạt dần dần đi tới gần như không nhìn thấy mặt đất khắp nơi đều là đầu người chen chúc nhau và đôi mắt đỏ tươi như con kiến ép sát mặt đất che lấp đồng hoang sau đó lao về phía thanh cảng dù cho có quân đội ở bên ngoài chống cự thì cũng bị họ phá tan trong nháy mắt tên điên tên điên Lão binh có thần kinh cứng cũng bị hình ảnh này dọa sợ đến nỗi cơ thể rung lên. Tựa như nhớ lại 30 năm trước, cảnh tượng khi sự kiện Hồng Nguyệt Lượng lần đầu tiên xuất hiện, trên đồng hoang khắp nơi đều là tên điên ăn thịt người. Cảnh tượng điên rồ bây giờ còn đáng sợ hơn 30 năm trước. Ác mộng đột kích Trên đồng hoang khắp nơi đều là tên điên ăn thịt người, sự điên rồ không biết phân biệt đúng sai bắt đầu tấn công mọi sự sống có lý trí. Trong thành phố tường cao cũng có rất nhiều người dân chợt bừng tỉnh trong cơn ngủ mê. Giáng lâm lần thứ ba đến, lúc đầu thanh cản không cảm nhận được bầu không khí như tận thế này, bởi vì đã có phạm vi trận tinh thần của búp bê và uy danh của quân đội che chở người dân thanh cản, bởi vậy họ ngoại trừ cảm thấy phòng ngự thành phố nghiêm mật, không cho phép ra ngoài và gián đoạn giao lưu thương mại và cảm thấy hơi kỳ quái ra. Họ cũng không ý thức được chút nào thế giới bên ngoài là như thế nào rồi, cho tới hôm nay họ thấy được báo cáo trong thành phố bỗng nhiên liên tiếp xảy ra sự kiện bạo lực ô nhiễm nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến người dân thành phố thanh cảng các sở hành chính của thành phố và cơ chế phòng ngự của pháo điện từ đều chịu sung kích nghiêm trọng lại một tin tức khiến người ta tuyệt vọng chợt được gửi đến tin này khiến trong viện nghiên cứu bất kể là nhân viên nghiên cứu của thanh cảng hay là nhân viên phòng thí nghiệm của thành phố tường cao tới quyết định ở lại trợ giúp thanh cảng tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng vào giờ phút này bất thình lình một tin tức xấu cứ nối tiếp nhau trực tiếp khiến lý trí trong trái tim họ bị phá hủy ánh mắt họ đều có đôi phần thiếu tự tin nhìn về phía đám người thanh cảng tiếng bàn luận vang lên đầu tiên là đám người điên vô số đang đi trên đồng hoang e rằng chỉ mấy phút nữa thôi sẽ đến toàn bộ quân đội cũng không ngăn cản nổi lại là các cuộc bạo loạn nổi lên khắp trong thành phố thanh cảng mà chỗ dựa của thanh cảng búp bê đang trong giây phút quan trọng của thí nghiệm không rảnh quan tâm chuyện khác Dị biến giả hoặc là nói là kỵ sĩ của thanh cản một bộ phận lớn đều đang rải rác ở các nơi trên thế giới, cứu vớt những người có nguy cơ bị ô nhiễm. Đến ngay cả một tiểu đội bạo quân kinh khủng nhất kia. Họ cũng ở bên ngoài, vẫn chưa trở về. Sao đối đầu được đây? Đây tuyệt đối không phải trình độ mà một số ít ô nhiễm bình thường có thể đạt đến, có thể trong nháy mắt đã tạo ra ô nhiễm cảnh tượng hoành tráng như thế, chắc chắn phải do sinh vật mạnh mẽ nào đó trong thâm viên, thậm chí là trung cực, hoặc thậm chí hơn không chỉ là một vị trung cực mới có thể tạo thành, sao có thể đối đầu với những thứ này. Từ khi Giáng Lâm lần thứ ba đến nay, các thành phố tường cao lớn bại trận nhanh nhất khi đối đầu với ô nhiễm được ghi chép là bao nhiêu? Một phút 30 giây. Có người hỏi câu này, rất nhanh cũng có được đáp án. Kỷ lục một thành phố lớn vài trăm vạn người bị phá hủy và ô nhiễm toàn bộ nhân viên nhanh nhất được ghi chép là một phút 30 giây. Như vậy, thanh cản thì sao? dù thanh cản số người nhiều hơn, tình hình bên trong và phòng ngự cũng nghiêm ngặt hơn, nhưng thanh cản chịu tập kích cũng đáng sợ hơn. Đối mặt với xung kích của bốn vị trung cực thì có thể chèo chống trong bao lâu? Giáo sư Bạch đang nghe truyện trên TV audio CV hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía tô tiên sinh và bộ trưởng thẩm, nói Không cần phải hoảng. Ta biết bây giờ các ngươi rất căng thẳng, thậm chí muốn đánh ta nhưng xin các ngươi tin rằng lần này ta tuyệt đối không phải vì một hiệu ứng ngôn ngữ nào đó nên mới cố ý dồn nén không nói không thông báo sớm cho các ngươi cũng không phải do ta tiền trảm hậu tấu hắn kẻ nói đối mặt với sự tấn công của trung cực quân đội vũ khí của chúng ta chỉ sợ đều không có tác dụng cho nên không cần thiết để quân đội đi lên chịu chết chúng ta cũng không có khả năng sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn Tiến hành tấn công diện tích sát thương lớn với những người không có nhà để về trên đồng hoang kia, dù sao, ngoại trừ đã bị ô nhiễm, thật ra họ cũng là người giống như chúng ta. Vũ khí, quân đội cũng vô dụng, như vậy thứ chúng ta có thể chống lại ô nhiễm cũng chỉ còn lại một thứ. Ý chí. Hắn vừa nói chuyện, thở dài một hơi, cười nhìn sang những người khác, nói: Chúng ta có được ý chí mạnh nhất, cho nên nhất định sẽ không thua. Ngươi còn nói ngươi còn nói. Tô tiên sinh sắn tay áo lên, tức giận quát. Vậy ngươi nói đi, sao dùng ý chí đối đầu được? Giáo sư Bạch không chút biến sức lui về phía sau một bước, nhìn về phía tây nói. Ngươi xem, đây không phải đã tới rồi sao? Hửng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi, sau đó ngơ ngác quay đầu lại. Một trận gió lạnh lẽo thấu xương thổi tới từ phía tây căn cứ. Dưới ánh sáng mặt trăng máu, dường như có một nơi trên thế giới bóng đêm sâu hơn sâu đến nỗi ánh sáng của mặt trăng máu cũng không thể nào chiếu vào được dĩ nhiên cũng sẽ không có ánh mắt của ai có thể nhìn vào bởi vậy tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm dày đặc tối đen từ phía tây đến đây trông thì có vẻ chậm chạp nhưng lại trong nháy mắt đã bao phủ thế giới từng chút một lao tới trước mặt mọi người trong căn cứ cũng như nơi sâu trong tinh thần sau đó cũng cảm thấy hắn rất quen thuộc xâm nhập vào trong căn cứ giữ vững vị trí gốc. Này. Đó là gì? Giờ phút này, vô số người ngẩng đầu lên thật cao, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đêm dày đặc, ngoài ra không nhìn thấy gì khác. Bỗng nhiên, trong lỗ tai tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện ảo giác thính giác vô cùng chói tai nhưng lại không chân thực, đó giống như tổ hợp của vô số tiếng kêu thảm thiết, đã có tiếng lợn chết kêu thảm bị đặt trên bệ, trên cổ bị cắt một lỗ hổng lớn, cũng có tiếng khóc nỉ non của trẻ con vô tri trong đêm khuya cũng có tiếng kêu đầy hoảng sợ gần như nổ phổi của người phụ nữ cũng có tiếng giống như tiếng khóc lớn đầy tuyệt vọng của cả thành phố những âm thanh này như thật như ảo vô cùng rõ ràng chân thực nhưng lại không thể nắm lấy tất cả mọi người chợt đứng thẳng người lên như đông cứng lại trong âm thanh hỗn loạn này đúng là không dám cử động dù chỉ một cử động nhỏ bịch bịch tất cả đang sợ hãi nỗi sợ hãi không tên rõ ràng họ không nhìn thấy gì cả nhưng trái tim lại rung lên từng đợt sợ hãi. Trong lòng mỗi người, đều bắt đầu run rẩy, không dám đứng trên mặt đất, dường như họ sợ một bàn tay chui ra từ mặt đất giống như rắn cuốn lấy họ, họ không ngừng nhìn ra sau lưng, lo lắng sau lưng đang có một thứ gì đó nhìn chầm chầm vào cổ mình, không dám cách xa người chung quanh, sợ vừa quay đầu trong sân chỉ còn lại một mình mình. Nhưng cũng không dám đứng quá gần người chung quanh, sợ chỉ mới chớp mắt, những người chung quanh đã biến thành ác quỷ sợ hãi từng khía cạnh một đủ loại hình thức chui vào trong đầu họ hình như sợ hãi không cần lý do bởi vì họ sợ hãi những gì chính họ nhìn thấy hơn hết là sợ hãi chính bản thân họ xoạch 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 người sợ hãi không chỉ có người trong căn cứ thậm chí có thể nói người trong căn cứ cảm thấy sợ hãi chỉ vì họ chịu một ít phóng xạ chỉ sợ hãi mà thôi mà ở nơi bóng đêm bao trùm dày đặc những kẻ điên đang liều mạng đi về phía thanh cảng đều có hàng loạt người chợt ngã quỳ trên mặt đất thân thể cọ sát ra nhiều lớp máu gương mặt vặn vẹo như đóng băng lưu lại trên mặt hà 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 có người liều mạng kêu to quỳ rạp xuống đất tay cắm vào mặt đất như co giật móng tay đứt gãy từng mảng một máu me đầm đìa vẫn không dừng lại có người khuôn mặt không ngừng vặn vẹo lúc thì chạy như điên lúc lại chạy chậm lại trong cổ họng lại tuôn ra tiếng khóc sau đó dường như bị dồn ép đến mức sụp đổ chợt liều lĩnh nhào tới những người khác ở bên cạnh hàm răng sắc nhọn xé nát cổ đối phương có người toàn thân đều đang run rẩy ngã quỵ trên mặt đất hắn liều mạng há to mồm kéo đầu lưỡi của mình gào lên thảm thiết sau đó rút nó ra đứng ở chỗ thanh cảng căn bản không nhìn thấy rõ nhiều chi tiết như vậy chỉ thấy bóng đêm dày đặc từng đợt từng đợt đến gần thanh cảng hơn sau đó lại có rất nhiều kẻ điên bị bóng đêm bao phủ họ loáng thoáng nhìn thấy chúng ngã xuống từng đợt bầu không khí tuyệt vọng càng dâng cao. Màn đêm đen kỳ lạ, cùng với nỗi sợ hãi trong bóng đêm, thậm chí còn khiến tất cả tên điên ở chung quanh đang tiếp cận thanh cản đều ngừng lại. Từng người người nào cũng có khuôn mặt nhăn nhó, dường như đã không có năng lực nhận biết nữa, vào lúc này đứng lại, vẻ mặt dại ra. Khà, 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 khà. Tiếng cười khang khô khốc đột ngột vang lên, như vang vọng trong lòng người, bị tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ. Theo tiếng nói, những lời nói mê mang hỗn loạn ở chung quanh, ảo giác thính giác nghe thấy khi sợ hãi, đột nhiên đều biến mất hết. Trên thế giới này chỉ còn lại một thứ tiếng duy nhất đó chính là tiếng tim mình đập. Cùng lúc đó, trong bóng đêm dày đặc đột nhiên đảo ngược lên trời, che khuất từng khoảng không gian, che khuất từng người một, thậm chí ngay cả mặt trăng máu trên bầu trời cũng bị bóng đêm che khuất, ánh sáng màu đỏ tươi hơi lóe lên một cái, tựa như đang chống lại bóng đêm nhưng cuối cùng cũng vẫn bị che khuất hoàn toàn. Tất cả ánh sáng bị chăn lại, đêm đen dày đặc đến đáng sợ, trở thành chúa tể của tối đó. Giọng cười âm trầm chậm rãi vang xa trong không khí, vô biên vô hạn, hướng về phía chân trời. bốt Trong đám những kẻ điên, có những người mặc áo đen toàn thân đầy xiền xích, có người đội mũ trùng đầu có được một con bàn tay tái nhật. Cũng có cô gái mặc đồ cung đình màu đen đầu đội vương miệng mão gai các cô ấy đều đồng loạt chợt dừng bước ai cũng có vẻ mặt âm u ngẩng đầu lên nhìn chung quanh căn cứ chung quanh căn cứ chỗ sâu trong bóng đêm dày đặc chợt náo động ồn ào cuối cùng có người nhìn thấy được chúa tể của màn đêm sâu thẳm hoặc cũng có thể nói đã sớm nhìn thấy hắn hóa ra tất cả bóng đêm kia đều là thân thể của hắn trong thân thể gần như vô hạn này một cái mặt nạ màu đen đang từ từ dâng lên thay thế vào vị trí vốn dĩ của mặt trăng máu dưới mặt nạ ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía các vị trung cực. Trong nụ cười dường như có vẻ vui vẻ. Một con hai con ba con. Ba con mèo nhỏ. Các ngươi đoán xem, sẽ có bao nhiêu con bị xóa sổ khỏi thế giới này vào đêm nay? Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Dù người tới là ba vị trung cực, nhưng vào giờ phút này họ cũng có cảm giác tâm trạng căng thẳng. Sợ hãi chung cực duy nhất tuyệt đối sẽ không chút do dự xóa sổ đồng loại khỏi thế giới này sự tồn tại đáng sợ nhất cùng lúc đó trong thành phố thanh cảng một ông lão mặc trang phục giáo sĩ đang đi ra từ trong tiệm sách trang phục của hắn có vẻ hơi có chút khác lạ trong hiện thực nhưng người chung quanh đều không nhìn thấy hắn chỉ là lúc hắn đang đến gần sẽ tránh ra theo bản năng mà dường như trong có vẻ tinh thần của hắn cũng khá tốt sau sự kiện hồng nguyệt lượng Công việc sắp xếp và cất giữ sách của thời đại tiền văn minh ở Thanh Cảng khiến hắn cảm thấy hài lòng, cũng cảm nhận được thành ý theo đuổi chân lý của Thanh Cảng. Vì vậy hắn đứng trước cổng chính thư viện Thanh Cảng, khe khẽ than tiếc, nhìn khắp Thanh Cảng, một tòa chủ thành và sáu thành vệ tinh lại thêm một thành khu căn cứ, nhìn vô số người trở nên điên cuồng, tấn công và cắn nuốt tất cả mọi thứ, cũng nhìn thấy có người ngăn cản. Ví dụ như cảnh sát đang dốc sức kéo đường cảnh giới. Người chiến sĩ đang kéo bức tường người đang dâng lên, cầm cái khiên bằng kính cường lực chống lại đám người tấn công kia. Ví dụ như nữ cảnh sát nhỏ đang lái mô tô cơ động sáng bóng chỉ huy đám người đang sợ hãi nhanh chóng trốn vào chỗ trú ẩn dưới lòng đất. Ví dụ như cô Tiểu Lộc đang dẫn theo đám trẻ trong cô nhi viện khóa chặt cổng lại, trốn vào tầng hầm. Sợ, dĩ nhiên sợ rồi. Nhưng những chiến sĩ trẻ tuổi đang sợ hãi kia, lòng bàn tay cầm súng đã đổ đầy mồ hôi, nhưng khi tiếng còi tập hợp vang lên vẫn không ngại nguy nan xông về địa điểm tập hợp xông về phía các cư dân chợt xuất hiện trong thành phố kia giống như phát điên vậy dân chúng sợ hãi dù bị biến cố bất thình lình này dọa sợ thậm chí chỉ đeo một cái khẩu trang đã chạy xuống lầu nhưng cũng vẫn nghe theo sự điều khiển của nhân viên cảnh sát và chiến sĩ trên đường chạy về chỗ trú ẩn trong lòng đất trong đó còn có người mặc quần đùi tứ giác cầm theo dao phay xông lại hỏi chiến sĩ và các cảnh sát có cần hỗ trợ giúp đỡ hay không cũng có bác gái cầm theo một rổ trứng gà không biết nhặt được ở đâu, giận dữ mắng. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì. Ngày mai đồ ăn lại phải tăng giá. Thời đại mịt mù, không tìm thấy chân lý, nhưng sẽ luôn có người đến gần chân lý hơn. Ông lão tóc bạc phơ, nhẹ nhàng đi qua đám người hỗn loạn, dường như, như ông có đôi phần thích thú với sự hỗn loạn của thanh cảm. Khó trách ngay cả thầy xem mệnh cũng sẽ lựa chọn nơi này. Lão quan sát thưởng thức tất cả mọi thứ xung quanh, nhìn những người cả tin trong hỗn loạn kia bất kể là người tay cầm hai cái dao phay mặc một cái quần bốn góc đã cho rằng mình có thể chém chết kẻ điền hay là bác gái tin tưởng vững chắc ngày mai nhất định sẽ đến chỉ là giá đồ ăn sẽ tăng hoặc là những người dân nghe theo sự chỉ huy của nhân viên cảnh sát liền cố gắng duy trì trật tự đi vào trong chỗ trú ẩn dưới lòng đất thậm chí lão còn thấy hơi cảm động lão khẽ nhẹ giọng thì thầm ánh mắt dần trở nên kiên định chầm chậm dang hai cánh tay ra trong nháy mắt trong cơ thể già nua đã cảm nhận được chung quanh có vô số sức mạnh giống với tính chất riêng biệt của lão thế là khuôn mặt lão lại chợt nở nụ cười tiếng sách đổ vang lên rầm rầm vang lên ngay bên cạnh lão chợt cũng vang lên bên tai tất cả mọi người trong thanh cảng một cuốn sách có bìa bằng da dê được mở ra sau lưng lão sau đó dường như thanh cảng bị một sức mạnh thần bí ảnh hưởng tất cả sách bao gồm cả những cuốn sách bị người ta lấy đi để kê chân bàn kia, tất cả chúng đều được mở ra vào giờ phút này, bàn tay vô hình dùng một sức mạnh không thể nghi ngờ được lật mở toàn bộ sách ở thanh cảng. Cũng vào giây phút những cuốn sách này được mở ra, sự hỗn loạn và bạo loạn ở thanh cảng giảm đi rất nhiều. Trên người những người đã bị ảnh hưởng kia, đồng thời còn có vô số nhuyễn trùng chợt ngẩng đầu, chậm chạp đóng mở giác hút. Dường như việc các cuốn sách được lật ra khiến nó cảm nhận được một sức mạnh nào đó bị kiềm chế chống lại côn trùng vô tri, không thể phát hiện, bất tử, lại có thể cắn nuốt tất cả, vĩnh viễn cũng sẽ không no bụng như thế nào. Vậy thì dùng tri thức chân thật nhất, chân thực nhất, vĩnh viễn không thể nào học hết. Ngươi đây là... Thậm chí quân cứu viện đến còn nhanh hơn cả sự xâm nhập của trung cực, điều này khiến cô tiên sinh vừa kích động, vừa sợ hãi đến nỗi cơ thể rung lên. Chuyện tất nhiên. Giáo sư Bạch cũng có tâm trạng kích động như vậy nhìn bóng đêm bao phủ căn cứ, trên mặt có nỗi vui sướng không kìm nén nổi, cao giọng nói: Trước đó ta cũng đã từng nói, chỉ cần lòng tin của chúng ta đủ vững vàng, chỉ cần có quyết tâm chống lại cả thế giới này, như vậy thì dù là trung cực cũng không có cách nào khiến chúng ta dao động, dù là thần trong mắt chúng ta cũng sẽ nảy sinh cộng hưởng với chúng ta, đứng về phái chúng ta. Trung cực, chung quy nguồn gốc là từ tại nội tâm của người. Hắn vừa nói, giọng nói cũng không khỏi bất giác cao lên, hít sâu một hơi, dường như cơ thể cũng gian rộng ra. Thậm chí có tư cách đối mặt với mấy vị trung cực. Quả thật, sức mạnh của thanh cản chúng ta còn rất yếu kém, kế hoạch cũng không đủ chu đáo. Nhưng dù sao, chúng ta đã có quyết tâm làm chuyện này. Làm hết sức mình có thể để cứu giúp thế giới này. Như vậy, khi ai đó, những người được chúng ta cứu giúp kia, trái lại bởi vì tham lam, giả tâm và ghen ghét đố kỵ bắt đầu phản bội quay đầu lại cắn chúng ta một nhát, dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ lập tức khiến họ nhìn thấy sự chuẩn bị của chúng ta, nhìn thấy thái độ của chúng ta. Tay trái sợ hãi. À không, hoảng sợ. Tay phải chân lý. Cái này chính là dũng khí thanh cản chúng ta chống lại cả thế giới này. Nói đến đây, hắn chợt quay người lại, nhìn về phía phiên tòa lúc nửa đêm ở bên cạnh. Phiên tòa lúc nửa đêm lúc này đã hoàn toàn không còn dấu vết trước đó, một đồ vật mới đang xuất hiện. Vách tường màu trắng tinh, mái nhà nhọn đồ vật sáng lấp lánh lóe lên chập chờn tiếng xiền xích đang đung đưa nhẹ nhàng vang lên một đồ vật thuần khiết đến cùng cực thanh tịnh đến cùng cực chậm rãi hình thành mà tay trái đe dọa bằng vũ lực tay phải chân lý đương nhiên là có thể giáo sư bạch ngừng lại một lúc sau đó mới dùng một giọng điệu kích động nói nên đón ánh sáng mặt trời vù 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 cũng không biết tại sao nghe thấy lời giáo sư bạch nói Tô tiên sinh và bộ trưởng thẩm đều chợt cảm thấy tê cả da đầu. Đây không phải là tê cả da đầu do sợ hãi mà là cảm thấy kích động, thậm chí có thể nói là cảm động. Một cảm giác logic sâu trong tận đáy lòng rốt cuộc được trọn vẹn. Thân phận như họ thậm chí cũng không nhịn được, muốn ông giáo sư Bạch sau đó tung lên trời, sau đó tránh ra. Dù sao hắn đã có logic hoàn chỉnh như thế, thậm chí còn nắm chắc. Vì sao không nói sớm? Cho nên nói thật ra phần này mới là phần quan trọng nhất trong tư liệu viện nghiên cứu nguyệt thực hoặc là nói vị nghiên cứu viên thiên tài kia chia sẻ tới đây mới là thành ý của viện nghiên cứu nguyệt thực viện nghiên cứu nguyệt thực cũng sớm đã từng có hợp tác với kẻ trộm lửa sở dĩ dám giao kế hoạch quan trọng như vậy cho thanh cảng cũng là vì họ đã sớm sắp xếp xong xuôi kẻ trộm lửa bảo vệ hộ tống thanh cảng đáng chết chắc chắn hắn đã sớm biết chỉ là cố tình đứng ở đây thừa nước đục thả câu a à, a à, à, à sau đó lúc ý tưởng của họ còn chưa thành hiện thực bỗng nhiên tiếng cười lạnh khô khan lại vang lên họ cảm nhận được rõ ràng rằng trong bóng đêm dày đặc dường như có ánh mắt nhìn sang chỗ họ có tiếng người đang cười lạnh tay trái đe dọa bằng vũ lực tay phải chân lý ta chỉ muốn hỏi ta giúp uy hiếp có dừng một lúc giọng điệu trở nên nghiêm túc có tiền lương không giáo sư bạch cũng không nhịn được bối rối vội vàng ưỡn ngực ra tự tin đầy kiêu ngạo nói theo quy tắc mà làm quy tắc bóng đêm chợt dày đặc hơn rất nhiều tiếng gió lạnh thổi qua đám người như tiếng róc xương thổi qua mà lông tơ mấy người dựng đứng lên giống như có một bàn tay vô hình nắm cổ họ khẽ động đậy tìm kỹ xảo làm như thế nào để rút xương sống ra cho hoàn chỉnh chuyện này giáo sư bạch dựng hết tóc gáy khí thế và tự tin lập tức giảm sút chợt hắn dùng sức gật đầu chột dạ nói có 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 chắc chắn có tiền lương. Không, không phải, không phải tiền lương, là tài trợ. Tài trợ. Tù nhân dạ chỉ. Khi hóa thân của nỗi sợ hãi xuất hiện ở thanh cảng, là một nhóm người phía trước nhất tấn công căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, thế giới này dường như cũng yên lặng trong chốc lát, gió lạnh xào sạc thổi qua, thổi vào cơ thể mọi người từ trong ra ngoài, thổi đến nỗi đóng băng mọi nơi. Sau 7-8 giây, giống như băng mới tan, bỗng nhiên có chút sức sống một luồng sức mạnh tinh thần lúc có lúc không nhưng lại rõ nét ổn định phóng ra từ trong đám người hỗn loạn tựa như một người đang nhỏ giọng thì thầm nói chuyện chỉ có điều đây cũng không phải âm thanh chân thực mà nó là tính chất kéo dài đặc biệt của tự bản thân sức mạnh tinh thần chỉ là so với nói chuyện điều này càng giống như một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu họ vào một khoảng thời gian chỉ là suy nghĩ này có ý thức của mình mà thôi không có ai sẽ bị sự ngoài mạnh trong yếu của ngươi hù dọa bản chất của ngươi chúng ta đã biết rõ từ lâu hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải vì ngươi nhưng nếu như ngươi ngoan cố muốn nhúng tay vào vậy kết cục cũng chỉ là lại bị lột bỏ vị trí chung cực thậm chí biến mất theo giọng nói của hắn vang lên trong không khí cũng lập tức có tiếng xiềng xích đung đưa vang lên rầm rầm tiếng xiềng xích đung đưa này có một ma lực kỳ dị trong đám người mà trong lòng họ có một nỗi xúc động thôi thúc họ từ một nơi xa xôi đến đây người đàn ông bị nhận mắt đỏ phá hủy gia đình cực kỳ hiểu rõ cảm giác này hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng trong lòng mình xảy ra những thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thậm chí cảm giác thay đổi như thế vô cùng tự nhiên hắn lúc đầu vốn dĩ được thanh cản cứu trong lòng vẫn còn có chút biết ơn và may mắn còn cả cảm xúc đau khổ vì người nhà chết đi và cả nỗi sợ hãi với thế giới đầy rẫy kỳ dị này nhưng vào lúc lần đầu tiên nghe được tiếng vang của xiềng xích kia hắn chợt nảy sinh một sự chống đỡ không rõ ràng cho lắm với vận mệnh không biết trôi về đâu. Cho nên hắn muốn khống chế nắm giữ vận mệnh trong tay, trở thành người điều khiển cuộc sống. Vì vậy hắn và rất nhiều người khác điên cuồng lao đến đây. Nhưng vừa chạy tới bên ngoài thành phố Thanh Cảng, thậm chí còn chưa đi vào vòng ngoài thì nhìn thấy người trước mặt, vì sợ hãi nên bỗng nhiên biểu lộ đủ các hình dáng khác biệt, có người ngã xuống mặt đất, trung lẫy bẫy, thậm chí có người rút đầu lưỡi của mình ra, hắn cũng chợt rơi vào cơn khủng hoảng tột độ nhìn thấy đồng hoang tối om om phía trước không biết bên trong có cái gì nhưng lại cảm nhận được nỗi sợ hãi vô biên cũng như một đêm nọ bỗng nhiên chợt tỉnh giấc trong tiếng rèm cửa tung bay cảm giác dường như có một thứ gì đó đang nằm dưới giường vì không nhìn thấy hình dạng cụ thể cho nên có thể đó là thứ rất kinh khủng đáng sợ cũng có thể là thứ không đáng sợ nhưng tuyệt đối hắn không dám nhìn vì chính hắn cũng không biết thứ trong đó sẽ có thể là cái gì cho nên vậy. Cảm giác sợ hãi này thậm chí không phải vì sợ cái gì đó. Chỉ là một cảm giác sợ hãi bản thân gần như thuần túy. Vì nỗi sợ hãi này, hắn chợt dập tắt tất cả giả tâm và nỗi xúc động vừa rồi, không mù quáng hành động lao nhanh chạy về phía trước nữa. Nhưng vào lúc tiếng xiền xích vang lên, nỗi xúc động hắn vừa dập tắt lại bỗng nhiên bùng lên. Thật giống như thứ dưới cầm giường quả thật đáng sợ, nhưng nếu có người nói với ngươi rằng chỉ cần ngươi mạnh dạn sờ thử, từ đây ngươi được tự do tài chính thì sao? Nếu như phá bỏ được nỗi sợ hãi này, như vậy thì cuộc đời của hắn rốt cuộc sẽ không cần tầm thường như thế nữa. Mỗi người đều không thiếu dũng khí cho khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt đó. Đương nhiên, hắn cũng không biết vào giờ phút này xiềng xích trên người hắn lại trở nên rõ rệt hơn một lần nữa. Hắn và những người chung quanh lại bắt đầu kích động nghi người về phía trước, ra vẻ như sắp lao vào khi đó ngươi cũng chỉ trùng hợp là người đầu tiên xông ra khỏi thâm uyên trùng hợp trong hiện thực ngay lúc đó tất cả mọi người đều đang chìm trong nỗi sợ hãi mà thôi nhưng dù cho như vậy ngươi cũng vẫn chỉ rơi vào kết cục như thế hơn nữa lựa chọn trước mắt này trông cũng không tôi vậy cũng không phải chính bản thân ngươi chọn mà là chị gái chọn giúp ngươi cũng do ngươi ngu dốt bị buộc phải ở lại lựa chọn đúng đắn cho nên dựa vào đâu mà người ngu dốt như ngươi hết lần này tới lần khác đưa ra lựa chọn chính xác được dựa vào đâu mà có người vạch kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng lại rơi vào một hoàn cảnh thân bất do kỹ như vậy. Một giọng nói khác vang lên, người phụ nữ váy đen đầu đội mã não gai, hai mắt lạnh lẽo nhìn thẳng qua bóng đêm. Khi cảm xúc của cô bắt đầu kích động thì trong thân thể của cô có vô số côn trùng, giống như dây leo cuốn lấy cây lớn, cuốn lấy họ, vây nhốt họ. Cùng lúc đó, trong đám người hỗn loạn, gương mặt tái nhợt hiện lên lướt qua trong nháy mắt. Cặp mắt kia không nhìn thẳng vào bóng đêm, mà nhìn thấp đám người, tìm kiếm chỗ sơ hở của bóng đêm. Bất cứ nơi nào bóng đang lướt qua, từng bàn tay tái nhật vương vào trong lồng ngực của đám người trên đồng hoang, nhẹ nhàng nắm lấy trái tim của họ. Người trẻ tuổi trên đồng hoang đã bị khơi dậy giả tâm một lần nữa, vừa khéo vị trí đứng giữa người dấu trượng và hắc hoàng hậu. Không chỉ bị xiên xích ảnh hưởng, cũng bị côn trùng rơi từ trên người hắc hoàng hậu xuống ảnh hưởng, lại bị bàn tay tái nhật lướt qua từ trong đám người ảnh hưởng. Thế là nó như từng tầng từng tầng bút trong trò chơi, lại như các loại chỉ lệnh mới dày đặt trong máy tính. Nội tâm hắn thay đổi dữ dội. Lòng hắn không chỉ có giả tâm muốn vượt qua màn bóng đêm sợ hãi kia, nắm giữ vận mệnh của chính mình bằng dũng khí nhất thời, hơn hết lòng hắn còn có một nỗi ghen ghét mãnh liệt đối với người dân thanh cản được màn bóng đêm kia bảo vệ, còn có một lòng tham lam muốn mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả mọi thứ của thanh cản. Khà, khà, khà đủ mọi cảm xúc đang xen trong lòng hắn máu trong người hắn đang hừng hực đầu óc đang trở nên vô cùng hưng phấn hắn có thể cảm nhận được cảm xúc bộc phát của mình cảm nhận được nhiệt huyết vì đồ mình muốn mà liều mạng cố gắng một phen hắn không nghe được cuộc đối thoại của chung cực cũng không biết những cảm xúc và dục vọng này tới từ đâu hắn cho rằng mọi thứ của bản thân hắn cũng đều có dấu vết để lại cho rằng tất cả những chuyện mà mình làm cũng có thể hiểu được nhưng hắn cũng lại không biết rằng mình lúc này đã biến thành dáng vẻ quỷ quái gì xiềng xích màu đen dày to mà chân thực đã buộc vào xương cuộc sống của hắn cái này khiến hắn bất chợt ngã quỵ trong lúc không hề hay biết trái tim tái nhật làm tôn lên thân thể cũng đã biến thành màu đỏ quỷ dị hơi mở trong cơ thể có vô số côn trùng ất trong từng cái lỗ hổng trong mắt trong mồm trên da mặt chúng chui tới gửi lui dinh dính và có mùi tanh hôi các cơ trên mặt hắn bắt đầu vặn vẹo không khống chế được nó nằm trên mặt đất, cùng với hàng nghìn người cũng đã trở nên giống hắn, đồng loạt ngửa mặt lên trời gào to. Hắn tưởng rằng mình đang nói chuyện, nhưng lại thốt ra tiếng gầm thét như giả thú. Hắn cho rằng mình vẫn là một con người, nhưng lại không biết bây giờ mình đã biến thành quái vật. Họ cũng không biết mình đã biến thành quái vật. Ha ha, tù phạm. Đối mặt với sự trào phúng và khiêu khích của ba vị trung cực, và cả hàng loạt quái vật xé rách da người dưới ánh trăng yếu ớt màu đỏ sậm kia, và những con quái vật đang lượn lờ trên đỉnh đầu không ngừng đánh thẳng vào sức mạnh tinh thần như nước biển màn đêm đen có vẻ rất bình yên thậm chí đến cả âm thanh truyền ra từ trong bóng đêm cũng có chút khinh thường và coi nhẹ trong nhà ba là người có tính tình không tốt nhất vốn bất kỳ sự coi thường nào dù chỉ một chút cũng sẽ nổi trận lôi đình nhưng bây giờ lại vô cùng bình thản khác thường trong giọng điều không chỉ không có tức giận thậm chí còn có chút ý trêu chọc con mèo nhỏ bá đạo kiêu ngạo mà chinh phục một đường dây mà đã cho rằng mình chinh phục được cả thế giới. Khi giọng nói dịu dàng lại mang theo chút kiêu chiều này vang lên, bóng đêm bắt đầu thả một vần choáng nhuộm ra. Tựa như là mực nước bắt đầu rót vào trong nước. Khả khả khà. Đột nhiên, dưới sự trói buộc của vô số xiềng xích, dưới nhịp đập dữ dội của trái tim màu tái nhợt, dưới từng con côn trùng có hình dạng đáng sợ đang không ngừng chui vào trong cơ thể, những con vật đó tróc khỏi da người, biến thành lưu dân quái vật, bắt đầu gào thét thành tiếng không ngừng. Sau đó, hai tay họ dùng sức đào xới mặt đất lên, không người đứng lên, cùng ùng kéo đến giống như quân đoàn kiến đang hành quân sông về phía trước. Đó là một cuộc chiến tranh nhiều người nhất trong lịch sử loài người, cũng không thể nào xếp chồng các mặt xuất hiện bức tranh. Từng người một, từng con quái vật một. Sự tích tụ của máu thịt và sự cuốn lấy nhau điên cuồng tạo thành sự hỗn loạn đủ để nhấn chìm tất cả này. Thế giới đang rung chuyển, Giờ phút này, ngay cả giáo sư Bạch, người lúc đầu thẳng lưng ưỡn ngực đứng ở ranh giới căn cứ nhìn về phía trước mà mắt thường thật ra cũng không nhìn thấy được gì, cũng cảm thấy lòng khẽ rung lên, ông cảm thấy mặt đất đang hơi rung chuyển, hỗn loạn không rõ ràng, nhưng đúng là nó đang rung chuyển. Đó là vì số lượng người quá nhiều, dẫm đạp trên mặt đất khiến nó rung chuyển. Tiếng gào thét hỗn loạn đếm không hết kia đang xen vào với nhau, trong lúc vô tình lại tạo thành sức mạnh như thật, có ai đã từng nghe tiếng gào thét gầm rú của mấy chục vạn người cùng một lúc phát ra trong điên cuồng giáo sư bạch vừa mới phát ngôn những lời đầy hào hùng giờ đây hơi rung lên theo bản năng nhìn lướt qua bên cạnh muốn nhìn thử xem có người để ý tới mình hay không nếu như không có thì ông sẽ nhanh chóng lui về sau một chút sau đó hắn vừa quay đầu thì phát hiện bên cạnh cũng đã không còn một bóng người bộ trưởng thẩm và các nhân viên nghiên cứu khác đã sớm lui ra xa mười mấy mét tô tiên sinh thì càng không cần nói không biết hắn mặc trang phục phòng hộ lên lúc nào còn chuẩn bị tư thế chạy về phía máy bay trực thăng bất cứ lúc nào trong giờ phút vĩ đại này có phải các ngươi biểu hiện rất không có chút khí phách rồi phải không tương lai phải viết bản thảo như thế nào đây giáo sư bạch lập tức vô cùng thất vọng với họ ông vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau đồng thời vẫy tay bảo trần tinh cầm cho mình một bộ trang phục phòng hộ nói không sợ là giả đối đầu với chung cực cấp độ này thậm chí đã vượt xa khỏi nhận thức của người thường giáo sư bạch ngoài mặt tỏ vẻ tràn đầy tự tin nhưng thật ra ông hoàn toàn không biết đại ma vương kinh khủng sẽ dùng hình thức nào để chống lại đối phương chẳng lẽ dùng những người sợ ô nhiễm trong căn cứ trào cản lẫn nhau với đối phương nhưng con mèo nhỏ chinh phục một đường dây vĩnh viễn không biết tính mạng của nó chỉ gửi gắm vào lòng thương hại của con người lúc đám người giáo sư bạch đang suy nghĩ về vấn đề này có phần thấp thỏm giọng nói trong bóng đêm đột nhiên cao giọng. Mà ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thương hại các ngươi. Ha ha ha. Lúc tiếng cười trong màn đêm chợt rung động truyền vào trong lòng của mỗi người, bóng đêm lại nhanh chóng khuếch tán choáng nhiễm ra bên ngoài. Nó nhanh chóng va chạm với từng con quái vật đang xông về phía căn cứ, vào lúc hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt này va chạm vào nhau một cách kinh hoàng, vậy mà lại không hề xuất hiện bất cứ tiếng nổ mạnh và tiếng bầu không khí dao động bị nén khung cảnh khốc liệt như vậy khiến bầu không khí trở nên im ắng mà yên tĩnh trong nháy mắt bóng đêm tiếp xúc với quái vật thì từng tia bóng đêm tràn vào trong đầu chúng đại ma vương kinh khủng cũng không ô nhiễm những người khác tiến tới chống lại ba vị trung cực mà nó trực tiếp đi ô nhiễm những người đã bị ba vị trung cực ô nhiễm biến thế giới tinh thần của những lưu dân này thành chiến trường Ấm, ẩm ầm va chạm này không gây ra bất cứ động tĩnh nào trong hiện thực nhưng ở thế giới tinh thần của những người may mắn còn sống sót này lại như trời long đất lở. Người sống sót đã bị những cảm xúc ghen ghét, chiếm hữu tràn ngập trong đầu, vốn dĩ đã như địa ngục, màu đỏ sậm bao trùm trời đất, trong đó từng con quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, chém giết lẫn nhau, nhưng ở tại nơi đây trong khoảnh khắc này chợt có sức mạnh sợ hãi xâm nhập vào, giống như một thế giới đầy những con quái vật điên cuồng. Bỗng nhiên có một con quái vật mới xông vào, nó còn điên cuồng hơn, cũng đáng sợ hơn, tàn sát tất cả mọi thứ. Điều này khiến chúng hoàn toàn phát điên, biến thành đầu não của quái vật, trong nháy mắt trở nên mất cân bằng. Trời ạ, à, ta đang làm cái gì? Người trẻ tuổi bị nhận mắt đỏ cướp đi tính mạng của người nhà, trong khoảnh khắc này có cảm giác lạnh lẽo như ngâm người trong nước lạnh. Như một người đã làm sai chuyện gì đó khi đang nóng nảy tức giận và xúc động, giờ phút này chợt tỉnh ngộ. Một nỗi sợ hãi không thể nào hình dung dâng lên trong lòng hắn. Lúc đầu vốn dĩ hắn có dục vọng mãnh liệt và suy nghĩ điên rồ, muốn xông vào thanh cản, cướp đi cô bé đã từng cầu nguyện cho thế giới này, cướp đi tất cả mọi thứ của thanh cản, dù cho mọi người có phải chết chúng đi chăng nữa. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại chợt cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi sẽ thật sự mất đi tất cả, sợ rằng mình sẽ chết thật, thậm chí sợ cái tên thanh cản này. Vì vậy bước chân tiến về phía trước của hắn lại hơi chậm lại. Cho dù là bộ xương vặn vẹo và làn da rách toạc, hai mắt đỏ ngầu, cũng vào giờ phút này có chút chuyển biến tốt đẹp. Trên người hắn và vô số người chung quanh giống như hắn cũng xuất hiện đôi chút dáng vẻ của con người. Dục vọng khiến con người ta biến thành ác ma, sợ hãi cũng khiến con người ta từ ác ma biến thành người. Sợ hãi cũng giúp họ tỉnh táo đôi chút. Tiếng những sợi xích màu đen va chạm với nhau vang lên giống như những con rồng đang bay. Thình thịch từng trái tim tái nhật cũng càng đập nhanh hơn tạo thành một tiết tấu khiến lòng ngực người ta khó chịu tiếng nhịp tim đập vang lên xem vào nhau vô hình chung tạo thành những cái bàn tay màu trắng lẫn lộn hỗn hợp ào ào chụp về phía trước mà đằng sau đám người bàn tay tái nhật còn sót lại cánh tay trái nên càng vương vào trong hư không hơn xuyên qua từng lớp từng lớp rào trắng bằng pha lê cũng xuyên qua từng tầng không gian vọt thẳng vào trong căn cứ vươn tới phiên tòa lúc nửa đêm dựa vào cái gì chứ dựa vào cái gì phải khiến ta rơi vào kết cục này cảm xúc của hắc hoàng hậu khiến người ta cảm thấy có chút điên cuồng cô giống như khóc lại giống như cười giơ cao hai tay của mình lên trong hai tay của cô không có tấm gương sau khi cô giơ hai tay lên máu thịt bắt đầu sụp xuống từng chút sụp xuống tới nỗi chỉ còn lại một khối máu thịt đều biến thành những con côn trùng cuốn lấy nhau nhúc nhích vặn vẹo sau đó chui vào người những người xung quanh biến thế giới tinh thần của những người này trở thành không gian của mình đón nhận nỗi sợ hãi trong đầu những người này, muốn từng bước một xâm chiếm nỗi sợ hãi này. Xông vào thanh cản, trở thành nhân thượng chi nhân. Không được, sẽ chết. Cướp đi tất cả mọi thứ của thanh cản, giành được nhiều sự bảo vệ hơn trong ngày tận thế này. Không được, làm như vậy trái lại sẽ mất đi tất cả. Dựa vào đâu mà thanh cản có thể bình yên trốn trong thành phố tường cao, dựa vào đầu mà người nhà của ta lại chết dưới mặt trăng máu. Nhưng nếu như đồng quy vô tận thật thì ta có lợi ích gì không? Trong đầu mỗi một người sống sót đều luôn luôn suy nghĩ rất nhiều ý nghĩ khác biệt, trong nháy mắt có thể có vài ngàn suy nghĩ xuất hiện. Chúng giống như những con côn trùng khác loài, lúc thì người áp đảo ta, lúc thì ta áp đảo ngươi. Điều này khiến trong thời gian ngắn chúng hoàn toàn không có cách nào hình thành tư tưởng và động lực chung với nhau, để thực sự hoàn thành bất cứ chuyện gì. Ha 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 trong chiến trường tinh thần ồn ào lại hỗn loạn như vậy giống như ác mộng. Cái gì mà quyền trượng khống chế, chẳng qua chỉ là con khỉ lợi dụng khi thần không sẵn sàng để giả thần giả quỷ mà thôi. Tiếng cười trong bóng đêm chợt trở nên càng ngày càng vang. Hứng chịu đòn xung kích mạnh của ba vị trung cực, trong bóng đêm lại lộ vẻ kích động và hưng phấn khó có thể hình dung. Theo tiếng cười, bóng đêm chợt cuộn trào lên trên như gió lốc mơ hồ có thể nhìn thấy mặt nạ bằng kim loại sáng bóng lóe ra ánh sáng yếu ớt như ẩn như hiện trong bóng đêm dày đặc, sức mạnh tỏa ra chung quanh như thật, sau đó nhiệt độ của cả bóng đêm giảm xuống mấy trăm độ. Két Tiếng động khiến người ta phải ghê răng lại vang lên, tốc độ kéo dài của xiềng xích trong đầu tất cả những người sống sót càng ngày càng chậm, mặt ngoài kết thành một lớp xương trắng, sau đó đã mất đi hoạt tính từng chút một, đóng băng lại trong não của những người sống sót giống như pho tượng bằng băng tuyết ngay cả chủ nhân của mắt xích thì vào giờ phút này cũng chợt bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim vội vã thu chân lại còn ngươi cũng chính vào giờ phút này một con bàn tay tái nhật trên không trung đã bắt được phiên tòa lúc nửa đêm trông thấy như sắp luồn vào trong một cung điện tinh thần đã sắp hình thành nhưng còn chưa hình thành quy tức hoàn chỉnh bắt bút bê đi cũng chợt trong nháy mắt nó rung lên trong bóng đêm có một bàn tay lớn duỗi ra bắt chặt lấy cổ tay của hắn phía trước cung điện tinh thần khoảnh khắc đó giống như kẻ móc túi sắp luồn vào túi áo người khác thì cổ tay lại bị bắt lại vậy bàn tay tái nhật bỗng nhiên cảm nhận được một nỗi kinh hoàng khủng khiếp hắn nhìn thấy không gian đối diện vỡ vụn từng tầng một có một đôi mắt u ám ở đằng sau mặt nạ đang nhìn về phía hắn ngươi nói ta là chó nhà có tang vậy ngươi biết người trong cung điện tinh thần này là người nào của ta không nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trầm trầm trong bóng đêm phía trên bàn tay lớn vươn ra dòng khí lạnh lẽo bắt đầu lan đến bàn tay tái nhợt nó muốn rút cái tay này về nhưng lại bị nắm chặt lại chỉ có thể cảm nhận được rõ dòng khí lạnh đang chạy dọc theo bàn tay của nó từ chút từng chút lan đến thân thể nó trên đường dòng khí lạnh này truyền tới thậm chí nó còn có thể nghe thấy giọng cười lớn đầy đắc ý đây là con dâu nhà ta đấy ai còn dám nói ta không có nhà hai khi giọng nói vui mừng lại khoe khoang thậm chí còn có chút đắc chí này vang lên, bàn tay tái nhợt đã kinh ngạc không thôi. Cảm nhận được nỗi căm thù khi nhìn hắn của đại ma vương kinh khủng trong bóng đêm, cũng biết chắc chắn hắn ta vẫn còn nhớ năm đó ở hỏa chủng câu nói. Chó nhà có tan. Khi hắn lên án hắn ta nên quyết tâm trả thù. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn cuồn cuộn dâng lên từ trong đáy lòng giống như nước đắng. Trước đây mắng hắn ta câu này làm gì chứ? Lúc nghĩ như vậy, Sức mạnh tinh thần của hắn trung lên co rút dữ dội, hắn muốn rút tay mình về nhưng lại bị nắm chặt lại. Xì, xì. Nhưng cũng vào lúc này, trong không khí chung quanh tràn ngập tiếng sột soạt động đậy của vảy côn trùng. Trên người Hắc Hoàng hậu phân tách ra thành những con côn trùng từng con một chui vào bóng đêm, hoặc cũng có thể nói là chui vào trong người Đại Ma Vương Kinh Khủng, sau đó xác định một chỗ sinh trưởng và ký sinh thỏa thích không chịu buông ra, muốn sinh trưởng ra vô số con như nó trong cơ thể Đại Ma Vương Kinh Khủng ha ha ha. Nhưng vào thời khắc nguy hiểm này, đại ma vương kinh cũng lại không hề có ý định chống trả hay là lùi bước. Trái lại hắn ta còn để mặt cho bóng đêm tan ra, mặt cho đám côn trùng này chui vào trong cơ thể mình. Nhưng khi vô số hắc hoàng hậu sinh trưởng trong màn đêm với sắc mặt dữ tận lại xanh xám, trong bóng đêm chợt co lại rất nhanh, ma sát và đè nén từng chút, trái lại nghiền nát từng con côn trùng một, làm hao mòn, biến chúng thành sức mạnh tinh thần thuần túy nhất giống như ký sinh trùng sống nhờ ở dạ dày con người, hấp thụ chất dinh dưỡng để sinh tồn, nhưng lại bị dạ dày khỏe mạnh tiêu hóa. Phương pháp ký sinh của Hắc Hoàng hậu không chỉ thất bại mà trái lại còn bị cắn nuốt hơn một nửa sức mạnh. Chuyện này sao có thể chứ? Hắc Hoàng hậu chỉ còn lại một nửa người trên và một cái đầu, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng sợ hãi. Cô khó có thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau trong bóng đêm dày đặc. Không có gì là không thể cả. Nỗi sợ hãi của Hắc Hoàng hậu bị Đại Ma Vương kinh cũng cảm nhận được, giọng nói dữ tợn lạnh lùng lập tức vang lên. Trong nháy mắt Hắc Hoàng hậu thu hồi sức mạnh, bóng đêm cũng lập tức khuếch tán toàn bộ thế giới đều rơi vào bóng tối âm u, đến ngay cả đèn pha sáng trực mắt người không thể nào nhìn thẳng trong căn cứ nhưng vào lúc này ánh sáng cũng dần dần vụt tắt, trở nên âm u. Chung quanh bắt đầu trở nên tối tăm, không phải là sự tối tăm của hiện thực mà là tựa như cõi lòng của tất cả mọi người đều bị phủ một tầng bóng ma. Dạ chi tù đồ, cái tên rất lâu trước đây. Trong cuộc đối đầu liên quan đến tâm thần tất cả mọi người ở thanh cảng này, ba vừa lấy lại mặt nạ chưa tới nửa năm, trong giọng nói mang theo chút ngạo mạn và tự tin của người có địa vị cao, vang lên trong sự khuếch tán của bóng đêm, giống như biển gầm, trong nháy mắt cuốn về bốn phương tám hướng của đồng hoang. Soạt. Đi cùng với câu nói đắc ý hết sức là sức mạnh của sự sợ hãi cũng phát huy mức cao nhất, bỗng nhiên trong lúc đó bột phát ra giống như từng con quỷ ảnh đáng sợ từ trong bóng đêm vô biên nhào ra nhào tới tất cả mọi thứ của chung quanh đùng 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 tiếng vang giòn giả vang lên liên tiếp xích sắc của người dấu trượng bị đóng băng đến nỗi vô cùng yếu ớt bỗng nhiên lần lượt vỡ nát hai cuối cùng bàn tay tái nhật cũng rút được tay mình về nhưng lại phát hiện chỉ còn lại cổ tay bị đứt trơ trụi bàn tay hắn như bị vật gì đó gặm mất hoàn toàn sạch sẽ hắc hoàng hậu lại thốt ra một tiếng kêu trên đầy đau đớn bỗng nhiên vội vã thu hồi một phần côn trùng ở gần cô hoảng sợ lùi lại ha 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 dòng chảy tinh thần hỗn loạn trên đồng hoang đang tiêu tán chỉ còn lại những người đang ngã quỵ dưới đất bị nỗi sợ hãi bao trùm chúng vốn đã biến thành quái vật có giả tâm và sự điên cùng muốn xé nát tất cả nhưng vào giờ phút này chúng thậm chí còn chưa kịp chạy tới trước mặt mục tiêu thì đều đã ngã xuống đất hàng loạt như lúa mạch người nào cũng trợn tròn hai mắt nhưng lại đần độn mất trí biểu cảm đau khổ và rầu rĩ vẫn còn trên mặt đầu óc chết máy hai đầu gối quỳ xuống đất sức mạnh tinh thần sụp đổ xung kích sức mạnh tinh thần mạnh quá mức đã cho bộ não của mấy chục vạn người này cho ý thức và tư duy dục vọng và cảm xúc của họ một kích đến nỗi thần trí không rõ như máy tính cấp thấp bị nhét đầy quá nhiều tin tức vào chỗ lưu trữ bởi vậy đã mất đi khả năng tính toán như bia mộ còn sống mà trong không gian do sức mạnh tinh thần của một nhóm người này đang xen với nhau tạo thành, tồn tại một thân thể rất lớn đến nỗi đủ để che khuất mặt trăng máu trên bầu trời đang chầm chậm dâng lên. Như là cá voi nổi trên mặt nước, đứng ở tầng cao nhất, nhìn xuống tất cả sinh linh trước mặt bao gồm cả ba vị trung cực trong đó, dưới mặt nạ, ánh mắt âm u dường như có thể xuyên thấu qua phần yếu ớt nhất trong lòng người kia. Hiện tại, hắn ta gầm thét mở miệng, tuyên bố với cả thế giới Lão tử là dạ chi quân vương Lão tử đã trở về Ai cũng không biết thả hắn ra thế này là tốt hay là xấu nữa Ngay vào lúc tiếng gào thét như sấm dậy của quân vương bóng đêm gây chấn động tất cả sinh vật tinh thần tồn tại trên thế giới này thì trong thanh cản Kẻ trộm lửa mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng trên tường cao Sau lưng là một quyển sách gia cừu đã được lật ra Quân vương bóng đêm lấy một địch ba Dù có đối chiến với ba chung cực như người giấu trượng Bàn tay tái nhợt, hắc hoàng hậu thì cũng có thể chiếm được thế thượng phong đây quả thật là một kết quả khiến người ta không thể tin tưởng nổi vì dù sao cũng đều là chung cực hơn nữa đều được sinh cùng một nơi cấp độ giữa các bên cũng không phân chia cao thấp hạch tâm tinh thần của người đó xét theo khía cạnh bình thường thì khi bản thân con người có một đặc chất nào rõ ràng nhất thì rất dễ nhận được loại ô nhiễm đó nhất mà hoảng sợ vẫn luôn là thứ rõ ràng nhất cho những con người sinh sống trong hoang dã đương nhiên họ cũng có giả tâm dục vọng thậm chí là kiêu ngạo nhưng khi họ chỉ biết đau khổ để tìm kiếm sự sống thì những loại khác tất nhiên sẽ bị đẩy ra ngoài rìa bởi vậy trong mảnh chiến trường được lập ra trong đầu óc của mấy chục vạn người này khủng bố đại ma vương đương nhiên là vô địch chỉ có điều mặc dù hiện tại đã đứng chung trên một chiếc thuyền nhưng khi thấy được sự hung hăng và cuồng bạo của quân vương bóng đêm thì kẻ trộm lửa vẫn mơ hồ cảm thấy không quá an tâm nhất là lúc này quân vương bóng đêm đang đứng đưa lưng về mình nếu mình ra tay ai cuối cùng kẻ trộm lửa vẫn lắc đầu từ bỏ suy nghĩ này cũng vào lúc này quân vương bóng đêm đang đứng ở không trung ngoài thành bỗng nhiên rung lên một cái kỳ lạ sao tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thế trung cực và những lưu dân hỗn loạn ở ngoài thành đã được ngăn lại thế cục trong nội thành cũng đã được khống chế nếu xét từ góc độ đặc chất của trung cực thì trùng thâm nguyên đến từ vùng biển phía đông gần như không có đối thủ vì nó có khả năng thôn vệ bất luận tính chất tinh thần nào nhưng bây giờ nó lại bị kẻ trộm lửa dùng tri thức ngăn lại nó vẫn đang điên cùng thôn vệ tất cả mọi thứ trước mặt mình dường như nó vĩnh viễn sẽ không dừng lại mãi mãi cũng sẽ không ăn no thế nhưng trùng thâm nguyên có ý thức yếu nhất trong đám chung cực cũng chưa ý thức được nó lúc này đang bị kẻ trộm lửa dẫn vào từng quyển từng quyển sách cuối cùng bị đưa vào quyển sách da cừu phía sau lưng nếu người trong thanh cảng lúc này mở một quyển sách ra xem thì sẽ phát hiện nội dung trong sách đều đang trở nên rối loạn tất cả chữ viết dường như có sinh mệnh riêng không ngừng leo lên vặn vẹo rồi nhúc nhích như biến thành những con côn trùng đây cũng chính là cách mà kẻ trộm lửa dùng để đối phó trùng thâm uyên dùng vô tận tri thức đi lấp đầy cái dạ dày vĩnh viễn không biết no kẻ trộm lửa không thể ở trên chiến trường đánh bại trùng thâm uyên nhưng ông ta có thể phong ấn nó vào trong quyển sách chân lý Cũng vào lục tân trùng thâm viên bị dẫn vào quyển sách gia cừu thì hỗn loạn vừa mới sinh ra trong thanh cảng cũng đã lắng lại Những cư dân thanh cảng vừa mới bị trùng thâm viên thôn vệ một ít cảm xúc Cho nên cảm giác và tư duy đều xảy ra thay đổi bắt đầu tỉnh táo lại Đồng thời đang cố gắng hết sức để khống chế bản thân Còn một phần nhỏ như người đã hoàn toàn bị mất khống chế thì cũng đã được dọn dẹp quân đội của thành phòng bộ còn đặc biệt chạy đến đường cái để duy trì trật tự mặc dù tình huống hỗn loạn vẫn còn tồn tại quần chúng cũng không thể chui hết vào trong hầm tránh nhưng mối nguy hại trực tiếp thâm nhập vào thanh cảng này đã bị bóp chết một cách lặng im không tiếng động tại sao lại có thể như thế chẳng lẽ chúng nghĩ chỉ bằng một thanh cảng nho nhỏ là đã có thể khiến chúng ta lùi bước hay sao cũng vào lúc thanh cản bóp chết mối nguy hiểm tiềm tàng trong thành phố thì những trung cực chịu thiệt trong trận giao chiến vừa rồi như người dấu trượng, bàn tay tái nhật và hắc hoàng hậu đều cảm thấy sự đè nén và phẫn nộ trong lòng đã không còn cách nào để hình dung, một cảm xúc không cam lòng nhanh chóng phun trào ra ngoài. Này rõ ràng là một kết quả khiến chúng không thể nào tiếp thu. Nhất là đối với người dấu trưởng và bàn tay tái nhật. Chúng không những không thể trở thành nhóm trung cực đầu tiên buông xuống thế giới hiện thực mà kế hoạch buông xuống được vuông đắp cực khổ nhiều năm còn bị thầy xem mệnh phá hỏng, gây ra một thiệt hại lớn, một người thì bị cướp một cái tay, một kẻ thì bị ép bỏ lại một phần bản nguyên. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội buông xuống hiện thực, vốn nghĩ sẽ đoạt lại tiên cơ, ai ngờ lại bị quân vương bóng đêm đánh cho lỗ vốn. Bản nguyên mất quá nhiều, đã gần đạt tới giới hạn rất cấp. Thân là trung cực, chúng nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu một kết quả như vậy được. Quyền trượng của thần, người dấu trượng âm u than tiếc, trong giọng nói đều là sự ảo não và thống hận. Dưới sự càng quấy và điên cuồng của quân vương bóng đêm, hắn chỉ có thể kiên trì chạy về phía trước, đám xích sắt còn sót lại quanh người cũng tung bay. Vốn dĩ, đây là thứ mà hắn để dành để đối phó với bạo quân. Mục tiêu lần này của chúng chính là bạo quân, chúng muốn dùng thanh cản làm mồi nhữ, khiến cho bạo quân sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng không ngờ, chỉ một quân vương bóng đêm là đã có thể chúng ăn thiệt hiện tại chúng đã không còn cách nào đánh tiếp, vì thứ đang chờ chúng không phải còn là tiên cơ, mà là cấp độ của bản thân. Vì, dù đã đưa ra quyết định, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất dễ dụ, vừa bất đắc dĩ lại vừa thống khổ. Sau khi thấp giọng hô xong câu này, người dấu trượng đã bị hoảng sợ phá hủy phần lớn xiền xích đột nhiên xé mở cơ thể mình. Ngay lập tức, có vô số xiền xích từ cơ thể của hắn ào ra như dơi bay khỏi động, đen nghiệp che kín cả bầu trời trong màn đêm chứa đầy sự hỗn loạn và điên cuồng này ở sâu trong cơ thể hắn lại mơ hồ phát ra một luồng ánh sáng khi ánh sáng dần yếu bớt thì có thể thấy thì ra đó là một cây quyền trượng quyền trượng này tuy vô chất nhưng lại hữu hình chính là thứ được tạo ra từ sức mạnh tinh thần vạn vẹo nhưng lại cao cấp và thuần túy nhất nó được giấu trong cơ thể của người giấu trượng khi cây quyền trượng này vừa xuất hiện thì số xiền xích còn sót lại không nhiều lắm của người dấu trượng đột nhiên trở nên thẳng tắp như những cây kiếm sắt màu đen chúng nó lấy hắn làm trung tâm rồi nhanh chóng kéo dài ra bên ngoài chỉ trong một cái chớp mắt mà mỗi một sợi xích đã xuyên thấu mấy ngàn đầu người tựa như những cây khoan sắt xỏ xuyên qua đám người vô tận ở xung quanh sau đó vô số luồng sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận lập tức hội tụ về phía của người dấu trượng một cách điên cuồng như bị mất khống chế phần đất xung quanh cũng đột nhiên rung động, giống như là đang xảy ra động đất cấp 10. Mặt đất xung quanh trở nên đen nhánh, sau đó nứt ra thành từng mảnh, vô số dung nham đang từ những kẻ nứt đỏ sậm những vết thương trướng máu. Cũng không biết thế này có thật sự là dung nham phun trào từ dưới đất lên hay không. Nhưng mỗi người đều cảm nhận được hơi thở điên cuồng và đè nén tới cực điểm kia, cũng cảm giác được ý thức và tư duy của bản thân đang bị xói mòn, như khi kiến thợ gặp kiến hậu, một cảm giác bị chi phối được sinh ra một cách tự nhiên trong đầu cũng xuất hiện ảo giác vô tận thậm chí còn có thể nhìn thấy từng xúc tu thô to dọc theo lòng đất đâm thẳng lên trời hơn nữa khi xúc tu kia càng kéo dài thì trên cơ thể nó cũng bắt đầu xuất hiện hư ảnh đó là vì cơ thể của nó đã vô pháp khóa sức mạnh tinh thần lại vì thế sức mạnh tinh thần bắt đầu kích động muốn rời khỏi cơ thể của chính mình phút cũng đúng vào lúc này bàn tay tái nhật đang hoảng loạn chật lạnh mặt sau đó trốn thật sâu vào thế giới tinh thần của người khác vốn dĩ hắn luôn muốn người giấu trượng lật lá bài tẩy của mình ra nhưng khi chui quyền trượng này xuất hiện thì thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chỉ có sự hoảng sợ hắc hoàng hậu cũng giống y như thế hàm răng cắn chặt cơ bắp kéo căng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên khá xấu xí quyền trượng của thần cây quyền trượng đã bị đánh cắp khi ban sơ tử vong lúc trước cũng vì người giấu trường đã đánh cắp quyền trượng của thần cho nên hắn mới chịu hạn chế không thể trở thành nhóm đầu tiên đi vào hiện thực thế nhưng cây quyền trượng này cũng đã ban cho hắn giả tâm khiến cho hắn mưu đồ chế tạo địa ngục trực tiếp dùng thân phận tân thần buông xuống hiện thực chẳng qua là kế hoạch đã bị chặn lại không ai nghĩ tới vị trí sâu diễn đầu tiên của cây quyền trượng này trong hiện thực lại là một mảnh chiến trường ấy khi cha vừa nhìn thấy cây quyền trượng xuất hiện thì đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để thu bóng đêm lại. Những sức mạnh còn chưa kịp thu về, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu bị thần trượng cướp đi, vì vậy, ông không chỉ rút sức mạnh của mình lại, mà còn có ý nghĩ chạy trốn. Chẳng qua trước khi chạy, ông chợt cảm thấy có hơi lưỡng lự, bèn nhìn thoáng qua hướng cung điện tinh thần của búp bê một cái. Hô! Cùng lúc đó trong thanh cảng, quyển sách gia cừu sau lưng kẻ trộm lửa cũng chợt khép lại. Tất cả sức mạnh tinh thần cũng vì thế mà chìm xuống, trùng thâm nguyên cũng đã bị ông ta phong ấn trong quyển sách gia cừu. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại chẳng cho họ một chút cơ hội để thở dốc. Vì khi quyền trượng của thần vừa xuất hiện, thì ngay lập tức đã tạo ra một vòng xoáy khổng lồ đến mức không ai có thể tưởng tượng nói. Khó khăn thật sự đã đến rồi sao? Kẻ trộm lửa thầm thang một tiếng, rồi đứng từ xa mà nhìn, vì dù là ông ta thì cũng cảm thấy bất lực. Đã xảy ra chuyện gì? Cùng thời gian, trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, nụ cười chiến thắng còn chưa kịp leo lên mặt thì tất cả mọi người đã cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp. Sức mạnh tinh thần bắt đầu trở nên không ổn định, khiến cho đầu của mỗi người đau như nước, giống như là đang xuất hiện một khe nước ở bên trong. Cô tiên sinh đã nhấc chân chạy về phía trực thăng, nhưng chưa chạy được mấy bước thì chân đã mềm nhũng. Ông ta khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn giáo sư Bạch tức giận mắng to. Lão Bạch, tổ sư nhà ngươi, ngươi. Thế nhưng ông ta mới mắng có một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Vì ông ta nhìn thấy, giờ phút này giáo sư Bạch đang đứng ở phía rìa căn cứ, phía sau là cung điện tinh thần vẫn còn đang biến hóa. Thoạt nhìn, giống như ông đang muốn dùng một cơ thể bình thường để chặn trước cung điện tinh thần. Ở bên ngoài thì đang có từng luồng sức mạnh tinh thần giống như dòng nước đang vọt tới. Mặc dù vì quân vương bóng đêm vẫn còn ở bên ngoài, nên phần lớn sức mạnh tinh thần vọt tới đã bị bóng đêm ngăn trở và lọc lại một lần, mức độ trùng kích của nó cũng giảm đi đáng kể. Nhưng đối với một người bình thường mà nói, đó cũng đã đủ để gây ra một thương tổn cực lớn, cơ thể cũng rung lên như cái sàn. Nhưng giáo sư Bạch vẫn cắn chặt hàm răng, đứng chặn trước cung điện tinh thần của búp bê, một bước cũng không chịu nhường. Điều này khiến cho Tô Tiên Sinh đang muốn mắng người và Bộ trưởng Thẩm đang muốn triển khai sách lược tạm rút lui đều ngẩn ra. Lão Bạch, người đang làm gì thế, mau chạy đi. Bọn hắn run rẩy kêu to, nhưng cũng không biết tiếng của mình liệu có bị dòng tinh thần loạn lưu ngoài kia nuốt mất. Phản phất như là nghe được tiếng kêu của họ, giáo sư Bạch trung lên một cái, sau đó xoay đầu qua. Chỉ thấy bắp thịt trên mặt ông hơi hơi vặn vẹo, máu tươi cũng từ lỗ mũi chảy ra. Nhưng ông vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười, hé hé miệng, nhỏ giọng nói. Đây là kế hoạch của chúng ta. Tiếng nói quá nhỏ, gần như không có ai nghe thấy được nhưng mỗi người ở đây đều cảm nhận được thái độ của ông tinh thần là một thứ rất kỳ diệu có đôi khi không cần thông qua ngôn ngữ hay ký tự cũng có thể khiến cho người ta trao đổi với nhau thế là mọi người đều trở nên hoảng hốt bầu không khí trong trụ sở cũng bắt đầu trở nên vi diệu những người này đều cảm nhận được sức mạnh của quyền trượng thần đều theo bản năng cảm thấy e ngại những người bình thường và những nhân viên nghiên cứu trong đám người bình thường đều quay mặt nhìn nhau. Có người thầm than tiếc, có người nhẹ lắc đầu, có người tỏ ra sợ, còn có người rõ ràng là sắp chảy cả nước mắt, nhưng lại cúi đầu vừa xoa mắt mình, vừa nhấc cái chân run rẩy đến mức như nhũng ra của mình từ từ đi trở về, sống vai với giáo sư Bạch. Đầu tiên là tiểu đội bảo mẫu, sau đó là giáo sư Trần Lập Thanh, Trần Tinh, đội trưởng của đội nghiên cứu thành phố trung tâm, bộ trưởng thẩm, các nhân viên nghiên cứu của Thanh Cảng. Đến cuối cùng, Tô Tiên Sinh cũng lau mặt một cái, sau đó đứng sau lưng mọi người. Bọn hắn đang dùng cơ thể của một người bình thường đứng chặn trước cung điện tinh thần của Búp Bê. Trong căn cứ còn rất nhiều chiến sĩ cầm súng thép, đồng dạng của bị sức mạnh tinh thần vô hình kia chấn đến mức đứng không vững. Giờ khắc này, dù không có người ra lệnh, nhưng sau khi thấy cảnh này thì chỉ hơi lưỡng lự một chút, rồi lại nhanh chóng chạy vọt tới, muốn đứng chặn trước những nhân viên nghiên cứu này. Thế nhưng Giáo sư Bạch lại xoay người lại, nhẹ nhàng đưa tay ngắn họ lại. Không cần đâu bọn nhỏ. Trước một sức mạnh như thế nào chúng ta đều yếu ớt giống hệt nhau vì vậy không cần phải vác tô tiên sinh duỗi dài cổ, trông qua ba bốn người vỗ nhẹ bả vai của giáo sư Bạch. Vẻ mặt giống như là sắp khóc đến nơi. Có nắm chắc không? Giáo sư Bạch chậm rãi lắc đầu. Chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào kế hoạch của mình. Chung đã điểm, đã đến lúc phải hạ cờ rồi. Tô tiên sinh có hơi nhăn nhó, nhưng rồi vẫn chậm chậm gật đầu một cái. Bộ trưởng thẩm có chút tò mò quay đầu nhìn sang, hỏi. Tô tiên sinh, ta không nghĩ ngươi sẽ trở về. Tô tiên sinh đau đớn nói. Vì người lái trực thăng đều té xỉu hết rồi. Quyền trượng của thần vừa xuất hiện, đã lập tức ảnh hưởng đến sức mạnh tinh thần của tất cả mọi người, bao gồm cả thanh cản. Hơn nữa theo thời gian, loại ảnh hưởng này sẽ càng lúc càng được mở rộng nhưng hiện tại trong trận chiến thậm chí có siêu việt hơn cả cấp độ chung cực này đã không còn ai đưa ra quyết định khi mọi người trong căn cứ đều đứng chặn trước cung điện tinh thần của búp bê và khi ảnh hưởng của quyền trượng của thần càng lúc càng mạnh mẽ thì ở trong cung điện phía sau búp bê từ từ mở mắt ra việc cách thức hóa phiên tòa lúc nửa đêm đã hoàn thành búp bê đang hình thành cung điện tinh thần mới của riêng mình vào thời điểm then chốt thế này, dù có là những chuyên gia và học giả hiểu rõ việc nghiên cứu sức mạnh tinh thần nhất cũng không có cách nào giúp được. Vì mỗi người đều có một đặc chất của riêng mình. Người khác có thể giải được nguyên lý và quá trình thăng cấp của sức mạnh tinh thần, nhưng lại không thể cải biến được đặc chất tinh thần. Cung điện tinh thần của búp bê đã nổi lên một thời gian, nhưng vẫn luôn thay đổi không ổn định. Dường như trong nội tâm, cô ấy cũng cảm thấy mê mang mờ mịt trong thời khắc cuối cùng này cũng không biết đi về đâu mãi cho đến giờ phút này cô gái nhỏ dường như đã cảm ứng được gì đó cô từ từ mở mắt ra trên gương mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện thần sắc kiên định ta là người nắm giữa thần trượng ta chính là tân thần từ giây phút người giấu trượng lấy quyền trượng của thần ra thì liền bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh tinh thần ở xung quanh hắn không những đoạt hết sức mạnh tinh thần đang hỗn loạn của hàng chục vạn người sống sót đang điên cuồng ngoài kia mà phần lớn bóng đêm của quân vương bóng đêm cũng không thể thoát khỏi tay hắn thậm chí ngay cả bàn tay tái nhợt hắc hoàng hậu cũng bị cây quyền trượng này đoạt mất phần lớn sức mạnh tinh thần trên trời trắng đỏ treo cao dưới mặt đất vô số sợi xúc tu to lớn đang xuyên thẳng qua màn hào quang đỏ sậm thẳng tiến đến chân trời dưới sự ảnh hưởng của thần trượng đám xúc tu to lớn này dường như đều đang hướng về nơi mà người giấu trượng ngã xuống khu rừng như bị gió lốc quét ngang đến khi sức mạnh tinh thần đã tập hợp lại đến mức người dấu trượng không còn chịu đựng nổi nữa thì hắn chợt mở mắt ra con mắt âm lãnh trở nên sáng ngời một luồng sức mạnh tinh thần kỳ lạ ngay lập tức chui vào trong óc của tất cả sinh vật tinh thần đây chính là lời tuyên cáo của nó mà sau lời tuyên cáo chính là sự trùng kích trước nay chưa từng có sự trùng kích đạt tới cấp độ rìa nấc thang thứ bảy gần như là không có ai nghi ngờ khi sự trùng kích này vọt tới thì ngay cả quân vương bóng đêm cũng sẽ bị bứt lui căn cứ thậm chí là toàn bộ thanh cảng sẽ bị diệt hoàn toàn con mẹ nó giọng nói của quân vương bóng đêm đều mơ hồ phát run trốn hay không trốn kẻ trộm lửa đứng trên tường cao thanh cảng thì nhẹ nhàng tháo cái mũ trùng xuống mái tóc dài màu trắng phủ xương vô cùng nổi bật dưới ánh sáng đỏ của mặt trăng ầm ầm một loại âm thanh vốn không nên tồn tại ở trong hiện thực đột nhiên vang lên trong luồng sức mạnh tinh thần cuồng loạn này, mỗi người đều cảm thấy dường như trong tinh thần của mình có một đóa mây hình nấm đang xuất hiện trên bầu trời. Chật, luồng sức mạnh tinh thần to lớn đến mức người giấu trường không thể khống chế được lập tức được phóng thích như thủy triều điên cuồng lao về phía trước. Dưới áp lực kinh khủng này, từng sợi tinh thần mỏng manh ngay lập tức biến thành hồng thủy mảnh thú, mang theo sức sát thương và phá hoại còn hơn cả hồng thủy mảnh thú trào ra bên ngoài, kề sát mặt đất, thổi qua từng lớp cỏ hoang, che đi từng tất hiện thực và những người sống sót đang ngã gục trước mặt của người giấu trường chính là kẻ bị ảnh hưởng đầu tiên. Trong chớp nhoáng này, cơ thể của họ đột nhiên khẽ rung lên, sau đó cứng lại, như biến thành một pho tượng hình người. Nếu lúc này có người đến kiểm tra thì sẽ phát hiện, đầu óc của họ đã triệt để trống rỗng. Đại não gần như đã biến thành các vụn, nhưng vẻ bề ngoài lại hoàn hảo không một chút tổn hao, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên bình lặng hơn. Sức công phá của sức mạnh tinh thần ở cấp độ này không có cùng phong gió lốc ầm ĩ như trong tưởng tượng, mà là một sự im lặng lạnh lẽo đến mức tận cùng. Ngay sau đó, luồng sức mạnh tinh thần vượt qua khỏi phạm vi lý giải của người thường này đã đi tới trước mặt của quân vương bóng đêm. Bóng đêm lập tức bị phá hủy, không có bất kỳ khả năng đối kháng nào. Tiếng gầm gừ của quân vương bóng đêm vang lên, ông bắt đầu có cái cơ thể to lớn của mình lại, hận không thể chui ngược về thanh cảng. Giáo sư Bạch các nhân viên nghiên cứu, tổ tiên sinh và các chiến sĩ còn lại trong căn cứ đều theo bản năng nhắm mắt lại, đón nhận sự trùng kích sắp đến. Nhưng cũng đúng vào lúc này, những đường công vặn vẹo của cung điện tinh thần phía sau lưng họ bỗng nhiên trở nên ổn định. Một vách tường trắng đến chói mắt xuất hiện, điểm suyết thêm một luồng sáng tựa hào quang. Những đường công hư ảo của mái vòng nhà nhọn và những lát gạch ngói chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích được tạo ra từ sự xen lẫn của sức mạnh tinh thần dần biến thành một thể chân thực những cánh cửa sổ hẹp dài sáng ngời bắt đầu xuất hiện trên vách tường, giống như đôi mắt của con người khi cười rộ lên. Bậc thang cao lớn như được khắc từ thủy tinh sáng chói từ từ kéo dài, rồi dẫn về phía cung điện thần bí. Một bức tượng nam nhân ngồi ngẩn người trên tảng đá tỏa ra ánh sáng mê người cũng xuất hiện ở trước cung điện. Giống như một tòa cung điện chỉ có trong truyện cổ tích đang đi vào hiện thực. Ngoại trừ bức tường nam nhân có chút không hài hòa kia ra, thì tất cả mọi thứ còn lại đều có dáng vẻ tuyệt đẹp như khi trí tưởng tượng được phát huy đến mức tận cùng trong khoảnh khắc tòa cung điện tinh thần này xuất hiện thì đại não của những người xung quanh dường như đã bị khựng lại một lát kẹt kẹt ngay cả tiếng mở cửa của cung điện cũng chứa đầy sự ung dung và vui vẻ một bé gái mặc váy đen tay cầm dù xinh đẹp như búp bê chậm rãi bước ra từ cung điện vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh dường như còn mang theo chút ngại ngùng và ý cười cô nhẹ nhàng vung làng váy lên sau đó bước ra một bước chỉ một bước cũng đã làm cho cô xuất hiện ở trước mặt mọi người không chỉ là ở trước mặt những người bình thường đang đứng chặn trước cung điện tinh thần mà còn là ở trước mặt của quân vương bóng đêm đối mặt với luồng sức mạnh tinh thần có thể hủy diệt bất cứ thứ nào cản đường đang lao đến cô gái nhỏ chỉ nhẹ nhàng mở dù ra rồi đứng yên ở đó khi dù được mở ra tia sáng trong cung điện tinh thần phía sau cũng càng thêm sáng ngời sau đó trong đầu của những người sống trong thanh cảng và những người còn sống sót trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần thậm chí là những người sống sót còn chưa hoàn toàn bị hủy diệt kia đều xuất hiện một cảm xúc vui vẻ và thoải mái như cánh cửa âm u trong đầu đã được mở ra để đón ánh sáng ở một số thời khác đau khổ và cô đơn đều là thứ không cần lý do nên thoải mái và vui vẻ cũng không cần đến lý do nó chỉ là một loại một tâm trạng tốt đẹp Mỗi người đều đáng giá có được tâm trạng tốt đẹp này, chỉ là chúng ta đều đã quên mất mình còn có quyền được nhận. Nhưng bây giờ, Thanh Cản và những người còn may mắn sống sót ở xung quanh Thanh Cản đều phản phất như đang nhận được một lời nhắc nhở, thì ra còn có cảm giác vui vẻ lại đơn giản như thế này. Thế là trong nội tâm của mỗi người, đều xuất hiện một cảm giác bị người dịu dàng gọi tỉnh từ cơn ác mộng. Họ chậm rãi mở ra đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm ngái ngủ, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía luồng sức mạnh ôn hòa đang hội tụ trên mặt dù của búp bê trước mặt, như đang có ánh sao đầy trời đang rơi xuống, rồi lưu luyến mãi ở trên mặt dù. Chẳng qua những ánh sao này chính là thứ mà đã bị con người quên đi ở tận sâu trong nội tâm chúng nó lập lòe, ống ánh động lòng người. Sau đó liên kết, xen lẫn, rồi xuề ra như một cây dù khổng lồ luồng sức mạnh tinh thần cuồng bạo có thể phá hủy bất kỳ loại đặc chất nào đang từ phương xa ập tới bất chợt bị bức tường ánh sáng lấy cây dù làm trung tâm này chặn lại, không có bất kỳ người nào bị lãng quên, giống như mỗi người đều có quyền được đón nhận sự tốt đẹp. Ngay sau đó, tiêu tan như một làn gió nhẹ. Cái gì? Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người bất chợt mở to mắt, sau đó rùng mình. Sự chấn động của việc này thật sự không thua kém gì việc nhận chấn động trực tiếp vào tinh thần luồng sức mạnh tinh thần cuồng bạo đáng sợ như một cơn ác mộng, không có bất kỳ người nào có thể dùng tư duy logic để suy tính ra có thể dùng dạng sức mạnh gì mới có thể ngăn lại được kia. Lại bị một bức tường ánh sáng chặn lại, rồi tiêu tán, không có sự bùng nổ và phá hủy như trong tưởng tượng, chỉ có một sự nhẹ nhàng và ôm nhu, như luồng sức mạnh tinh thần như hồng thủy mảnh thú kia đã thay đổi bản chất của chính mình khi vọt tới trước mặt của búp bê. Vốn là loại đặc chất tinh thần đang bị mất khống chế, đang ôm theo một sức mạnh có thể phá hủy tất thảy mọi thứ cuốn qua mặt đất nhưng khi chạm đến bức tường ánh sáng thì lại trở nên ôn thuần nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy không có chút dây chậm trễ nào nước lũ trong chớp mắt đã biến thành dòng suối giả thú ngay lập tức đã biến thành mèo con dường như khi luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ này tiếp xúc với bức tường ánh sáng thì đã bị cảm giác tốt đẹp trên đó ảnh hưởng sau đấy chúng nó dùng một cách đi ngược với pháp tắc vật lý thay đổi trạng thái của bản thân trở nên dịu dàng, mềm mại hơn tất cả. Chúng nó tản ra thành từng sợi nhỏ, rồi vây quanh cái tay đang cầm dù của búp bê như một dòng suối nhỏ, quẩn quanh, bay lượn, thổi tung dây lụa trên váy áo của cô. Chúng nó thích búp bê. Chúng nó không đành lòng tổn thương đến cô, cho nên liền trở nên dịu dàng khi đến trước mặt cô. Dù sao đây cũng chính là nữ thần ánh sáng mà tất cả những người sinh sống trong tuyệt cảnh này đang mong chờ và tin tưởng nhất cô ấy mang đến ánh sáng cho người trong tận thế. Vậy thì, cái gì mới gọi là ánh sáng? Đáp án rất đơn giản, ánh sáng, chính là thứ tốt đẹp nhất. Sao lại có thể như thế? Người giấu trường chợt mở mắt, hoảng sợ nhìn búp bê đang đứng cách mình không xa. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có một đặc chất nào đó đang rời xa mình. Đồng thời hắn cũng cảm thấy không hiểu vì sao trùng kích mà quyền trượng của thần đem tới lại không làm tổn thương cô gái này chẳng qua hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa vì hắn đột nhiên cảm nhận được một sự xé rách trong cơ thể quyền trượng của thần dường như có ý thức của riêng mình nó đột nhiên thoát khỏi cơ thể của hắn sau đó lao nhanh về phía trước như thiểm điện điều này khiến cho tim hắn đập loạn cả lên không rõ chuyện gì đang xảy ra sức mạnh tinh thần đều thích búp bê cho nên thân là sức mạnh tinh thần thuần túy nhất và có chất lượng cao nhất quyền trượng của thần cũng thích búp bê trở về. Sau khi nhìn thấy quyền trượng của thần như có sinh mệnh riêng thoát khỏi cơ thể của mình rồi bay về phía búp bê thì người giấu trượng sững sờ mất một lúc, sau đó mới nghiêm nghị hét lớn. Có vô số xiềng xích màu đen bay ra từ trong cơ thể của hắn, quấn chặt lấy quyền trượng của thần của kéo mạnh trở về. Giờ khắc này, sau khi chứng kiến trùng kích tinh thần mạnh mẽ nhất từ trước đến nay bị ngăn lại, thậm chí quyền trượng của thần cũng muốn phản bội mình. Thì đã làm cho người giấu trượng phúc chốc mất đi tất cả giả tâm, thậm chí ngay cả việc giáng cấp cũng không để ý, chỉ cảm thấy hoảng sợ muốn rút lui. Đương nhiên, phải thu quyền trượng về, rồi mang theo nó rời đi. Hửng. Cũng vào lúc này, dường như búp bê cũng cảm nhận được sự tồn tại của quyền trượng của thần. Cô có hơi tò mò ngẩng đầu nhìn cây quyền trượng muốn bay tới chỗ mình, nhưng lại bị xích sắt cuốn lại kia. Trong cảm giác của cô, cây quyền trượng này giống như một vật sống có sinh mệnh. Nó như một con mèo nhỏ đáng yêu, đang bập bẹ giơ mấy cái vuốt nhỏ xíu muốn chạy về phía mình. Nhưng mèo nhỏ lại bị một bàn tay to bắt lấy, ngăn cho nó tới gần. Thế là búp bê cũng rất tự nhiên giơ tay của mình lên, sức mạnh tinh thần xung quanh cũng trôi theo, từng chút hóa thành tinh quang rơi vào trong hiện thực. Biến không gian xung quanh cô thành một mảnh trời sao sáng chói. Những sợi xiền xích trắng tinh đã từ trời sao rủ xuống, từ từ vương dài ra xa bay về phía quyền trượng. Hai loại xiền xích một đen một trắng đồng thời cuốn lấy quyền trượng giống như là một trận kéo co treo quyền trượng của thần ở ngay giữa không trung ánh mắt của người giấu trường lúc này vô cùng lạnh lẽo hắn hung hăng nhìn về phía cô gái đẹp đến mức không chân thật ở đối diện không có cách nào để hình dung sự phẫn nộ trong lòng hắn vào lúc này hắn từng thua trong tay của thầy xem mệnh từng thua trong tay của bạo quân cũng từng thua trong tay của quân vương bóng đêm nhưng hiện tại không giống đây là lần đầu tiên có một phàm nhân đứng cùng một cấp bậc với hắn, thậm chí khiêu chiến quyền uy của hắn. a à. Ha 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 ha. Cùng một thời gian, cha vừa nảy suýt chút nữa là chạy mất trước sự trùng kích đáng sợ của quyền trượng của thần. Nhưng khi thấy được cảnh tượng vượt qua dự tính của mình này, ngay cả ông cũng ngơ ngác một lát. Ngay sau đó, đột nhiên cười phá lên. Trong lúc cha cười, bóng đêm của ông cũng lại một lần nữa xông tới chân trời, sức mạnh tinh thần âm lãnh tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ông giấu mình trong bóng đêm cuồn cuộn, cái mặt nạ làm bằng kim loại sáng bóng cứ lập lòe như ẩn như hiện. Rồi bất chợt, cha xông thẳng về phía trước, tựa như một con cá mập lớn đang lao nhanh trong mặt biển tối tăm. Chỉ dùng một thời gian cực ngắn đã cuốn theo mấy tầng trùng kích xuyên qua từng lớp đại não đã chết, vật thẳng đến trước người của người giấu trượng. Sau đó dùng bàn tay lớn hung hăng cắm vào cơ thể của hắn không tốt. Trái tim của người giấu trượng đập kịch liệt, nhất thời cảm thấy kinh sợ không thôi. Hắn không muốn từ bỏ quyền trượng của thần, vì vậy cho đến giờ phút này cũng không buông tay. Lực chú ý của hắn nhanh chóng tập trung về phía bàn tay tái nhật và hắc hoàng hậu đang đứng phía sau. Lúc này, chỉ có bàn tay tái nhật và hắc hoàng hậu là có cơ hội ra tay giúp mình ngăn cản quân vương bóng đêm. Chỉ cần ngăn ông lại, thì hắn có thể đoạt lại quyền trượng, đến lúc đó cũng không xem như là thua tới triệt để nhưng không nghĩ tới khi cảm nhận được khí thế đáng sợ của quân vương bóng đêm đang ập tới bàn tay tái nhật chỉ là hơi động một chút hắn vừa định từ thế giới tinh thần của người nào đó đi ra thì chợt thấy được đôi mắt hung tàn thô bạo dưới lớp mặt nạ của quân vương bóng đêm thế là tâm thần lập tức trở nên hoảng loạn không những nhanh chóng rụt trở về thậm chí còn trốn vào sâu hơn ông hai cái cổ tay trụi lũi của mình trốn ở chỗ sâu của thế giới tinh thần còn hắc hoàng hậu thì đã lui tới ngoài rìa chiến trường vẻ mặt thất hồn lạc phách trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm cái gì nhìn dáng vẻ thì bà dường như cũng không có ý định ra tay vì vậy trong chiến trường tầng cao này một cảnh tượng tuyệt đối không thể xuất hiện đã xuất hiện người giấu trường đón nhận trùng kích của quân vương bóng đêm nhưng lại giống như bị dọa tới choáng váng phạm vào một sai lầm mà người bình thường đôi khi mới phạm phải rõ ràng nguy hiểm đã tới gần bản thể nhưng hắn vẫn tốn công nắm lấy quyền trượng của thần, mặc cho bàn tay to lớn kinh khủng kia đưa tới trước người. Phốc Cơ thể bị xuyên thủng, cùng cuộn bóng đêm lập tức quét ngang cơ thể của hắn. Cũng vào ngay lúc này, sức mạnh tinh thần của bản thể người dấu trượng trở nên hỗn loạn vô tận, xiên xích ào ào rơi xuống đất. Còn quyền trượng của thần thì bị xiên xích màu trắng nhẹ nhàng cuốn về bên kia, rơi xuống tay của búp bê. Búp bê tò mò đánh giá cây quyền trượng, cảm nhận sự hoạt bát, thoải mái và cảm giác thân cận của nó đối với mình. Cô nhẹ nhàng dùng tay mơn trớn mặt ngoài của quyền trượng. Cây quyền trượng của thần vốn hiện ra tính chất màu đen, còn dẫn theo đặc chất âm lãnh lập tức trở nên sáng ngời tinh mỹ, hoa văn như tơ vàng lưu chuyển ở bề mặt, sau đó nhẹ nhàng xâm nhập vào ánh sáng xung quanh búp bê. Hô! Gió vô hình lay động, cây dù của búp bê cũng bay tới giữa không trung ánh sáng xung quanh cũng lưu chuyển theo nó, sau đó rơi xuống mặc dù như là vụn kim cương. Quyền trượng của thần của Dung nhập vào đó, thay thế cho cán dù. Một cây dù hoàn toàn mới xuất hiện ở bên người của búp bê, phản phất như đang bị một bàn tay vô hình cầm lấy, lại giống như cây dù như có ý thức riêng, nó vui vẻ xoay tròn xung quanh búp bê, đem sức mạnh tinh thần mảnh như tơ quấn quanh cơ thể của cô. Sau đó, càng ngày càng có nhiều sợi tơ tinh thần bắt đầu bay về phương xa. Kế hoạch thiên quốc của Thanh Cảng đã thực hiện hơn phân nữa. Lấy Búp Bê làm trung tâm, bao trùm cả một khu vực lớn trên thế giới này. Lĩnh vực này cũng ngăn đám quỷ dị của buông xuống lần ba ở bên ngoài, không cho đến gần. Thế nhưng vì trung cực xuất hiện nên đã khiến cho lĩnh vực của Búp Bê xuất hiện vài vết nứt lớn. Đoàn kỵ sĩ ở xa xa trong đoạn thời gian này đều không thể cảm nhận được sự tồn tại Búp Bê. Nhưng vào lúc này, những sợi tơ tinh thần nhanh chóng bay tới bên ngoài, bắt đầu vá lại những vết nứt to lớn kia. Không chỉ có lĩnh vực được khôi phục, mà còn có một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn đang ào đến nước chảy. Đây là Trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, giáo sư Bạch và các nhân viên nghiên cứu vừa rồi vẫn còn cứng đầu đứng che trước cung điện tinh thần của búp bê bỗng nhiên mất hết sức lực, rồi ngã nhào xuống đất khi trùng kích kia vọt đến trước mặt. Nhưng rồi, họ chợt phát hiện bản thân lại chẳng bị chút thương tích nào, cũng không bị trùng kích kia biến thành ngu ngốc cả đám người ngay lập tức cảm thấy vui mừng quá đổi, kích động không thôi. Một bên thì thừa dịp không ai để ý đến mình, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, một bên thì dồn dập kêu to. Chuyện gì thế? Thành công rồi sao? Hiện tại đang là hình thức gì rồi? Sao quần của ngươi ước thế? Thành công. Giáo sư Bạch đang nghe truyện trên TV audio CV lén lút đập đập cái chân như muốn nhũng ra của mình vài cái, trên mặt lại là một vẻ vừa trấn định vừa mừng rỡ. Ông cảm nhận sự tốt đẹp và vui sướng đang hòa vào trong không khí, cũng nhìn luồng sáng chói mắt đang điểm xuyết cho bóng đêm trước mặt, sau đó thở ra một hơi thật sâu, nếu muốn hỏi cảm nhận lúc này của ông thì đó chính là kiêu ngạo. Một sự kiêu ngạo rất lớn, đến mức muốn giấu cũng không giấu được. Lão Bạch. Cô tiên sinh ở bên cạnh vừa dùng sức nắm lấy bán súng của một vị chiến sĩ để y lôi mình dậy vừa dùng giọng nói run rẩy hỏi. Chuyện chuyện gì đang xảy ra thế? Chúng ta thành công rồi. Giáo sư Bạch thấp giọng cười nói. Một chung cực mới đã xuất hiện, kế hoạch thiên quốc giai đoạn 2 đã được hoàn thành một cách triệt để. Búp bê, búp bê của chúng ta đã trở thành chung cực. Cái kia. Tổ tiên sinh theo bản năng lộ vẻ mặt kinh hỉ, nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn còn cảm thấy có chút hoảng. Vậy cô ấy, cô ấy là là loại hình gì? Ngươi hắn là nên hỏi tên, hoặc là quyền hành. Nhưng cân nhắc đến việc ngươi cũng không chuyên nghiệp. Thôi được. Giáo sư Bạch lắc đầu, thở sâu một hơi, đưa mắt nhìn những điểm sáng đang nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, đồng thời cảm nhận loại phóng xạ tinh thần khiến cho lòng người không tự chủ được trở nên tốt đẹp hơn kia, nói khẽ. Búp bê không trở thành một người cầm kiếm hay một người giấu trường mới. Hiện tại thứ ngươi và ta, còn có tất cả chúng ta cảm nhận được chính là quyền hành của cô ấy, đây là một sức mạnh tinh thần vô cùng tốt đẹp và thoải mái. Nếu nhất định phải định nghĩa cho đặc chất của búp bê thì ta sẽ đặt một cái tên theo như ý muốn trong nội tâm của cô ấy. Bảo vệ. Ông vừa nói, vừa nhẹ nhàng giang hai tay ra. Bảo vệ tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong nội tâm của con người. Bảo vệ cuộc sống có thể khiến cho con người cảm thấy an tâm. Nói đến đây, khóe môi của ông hơi nhúc nhích một chút dường như còn một câu muốn nói nhưng lại nhịn được có lẽ trong nội tâm búp bê còn muốn bảo vệ cả người nào đó nhưng không được câu này không thích hợp nói vào lúc này tất cả đều đang bận bảo vệ thế giới sao lại có thể nói mấy chuyện yêu yêu đương đương lúc này được còn về việc khi nào thì mới được nói giáo sư bạch vừa nghĩ vừa nở một nụ cười kế hoạch thiên quốc giai đoạn thứ hai đã thành công cũng đại biểu cho việc hứa hẹn của chúng ta đối với đan binh, cuối cùng cũng có được manh mối. Hư vô, có lẽ quả thật có thể bị đánh vỡ. Ha ha ha. Khi cánh tay của cha xuyên thủng cơ thể của người giấu trường thì bóng đêm cũng đồng thời vọt vào trong cơ thể hắn, khiến cho xiền xích, bản chất và tất cả mọi thứ của hắn đều bị chấn động tới xiển niễn, sau đó vùi mình vào trong bóng đêm. Trong quá trình này, người giấu trường cũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị bóng đêm mãnh liệt bao phủ và thôn vệ thân là một vị trung cực, hắn không nên chết theo cách như thế này. Những người dấu trượng lại chết như thế, tất cả nguyên nhân có lẽ chỉ là vì khi quyền trượng của thần bỏ chạy, hắn đã không làm ra quyết định từ bỏ. Nhưng đây cũng là một sự lựa chọn có thể lý giải. Dù sao thân là một kẻ nắm giữ lấy cái chui của sức mạnh chi phối, sao hắn lại có thể dễ dàng từ bỏ quyền lực của bản thân? Ông tiếng run rẩy của một loại sức mạnh tinh thần đặc hữu nào đó đột nhiên vang lên trong một góc khuất không ai chú ý bàn tay tái nhật hoàn toàn bị tuyệt vọng bao phủ hắn giấu mình ở chỗ sâu của biển tinh thần sau đó trốn nhanh thật xa mà ở một bên khác của chiến trường sau khi hắc hoàng hậu nhìn thấy cơ thể người giấu trượng trở nên nát vụn rồi lại bị bóng đêm thôn vệ hết tất cả thì vẻ mặt đã trở nên vô cùng thống khổ dường như đang bị sức mạnh nào đó đánh trúng cơ thể của hắc hoàng hậu cuộn lại sau đó vỡ vụn thành từng khúc cuối cùng chỉ còn sót lại nửa thân trên và một cái đầu hoàn chỉnh vẻ mặt điên cùng lúc ban đầu cũng biến thành bi thương và thống khổ hắn đã từng là tử địch với kẻ trộm lửa nhưng bây giờ lại bắt tay hợp tác ta và chị đã từng phối hợp với nhau đánh người dấu trượng và bàn tay tái nhật bị thương nặng coi bọn hắn là một thằng hề nhưng bây giờ ta lại đi chung với thằng hề vì thế ta đã thật sự sai ngay từ lúc ban đầu rồi sao Đối với lần tiến công này, bà vốn ôm lấy một tâm trạng kháng cự và chán ghét, nhưng bây giờ, tất cả các cảm xúc đều gần như sụp đổ. Bà không ngừng nỉ non, như khóc lại như cười. Trên người không ngừng có côn trùng rớt xuống, cơ thể của bà thì cũng bắt đầu một nát, thỉnh thoảng lại mất đi một khúc nào đó. Hắc hoàng hậu lung la lung lay, dùng một tốc độ thật nhanh đi thật xa. Còn muốn trốn đi đâu? Nhưng cha cũng sẽ không vì bắt được một tên mà thỏa mãn dù đang bận rộn thôn vệ từng bộ phận của người giấu trường, nhưng ông cũng nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Bóng đêm cuồn cuộn tụ tập trong không trung, vừa bắt hắc hoàng hậu lại vừa tìm kiếm tung tích của bàn tay tái nhất. Nhưng khi bóng đêm bành trướng quá mức, ông chợt cảm nhận được sức mạnh tinh thần của mình đang rung động, thế mà trong lúc lơ đãng lại bị một sức mạnh khác áp chế. Cha lập tức vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn lại. Ngươi làm gì đó? Búp bê vừa mới cầm lấy cây dù mới của mình, đồng thời vì phải kéo dài sức mạnh tinh thần để đi chữa trị lĩnh vực nên không cẩn thận ô nhiễm luôn một phần sức mạnh của quân vương bóng đêm nghe thế thì lập tức phản ứng lại cô vội vàng thu tay ngơ ngác nhìn cha dường như có chút sợ hãi ơ ờ. quân vương bóng đêm cũng đột nhiên phản ứng lại nhìn cô gái nhỏ hình như bị mình dọa sợ kia cuốn quyết sửa lại vẻ mặt không có gì không gì ta biết ngươi cũng không phải cố ý đừng sợ đừng sợ thất bại vào lúc người giấu trượng bị thôn vệ bàn tay tái nhật và hắc hoàng hậu chạy trốn thì ở phương tây xa xa trong phòng thí nghiệm của nhân viên nghiên cứu đời đầu hắc báo giáo chủ cũng đã ngay lập tức nhận được tin tức hắn đứng bật dậy bắp thịt trên mặt vặn vẹo như một con dung gân xanh trên cổ cũng nổi lên hắn cuồng loạn gầm thép sao lại có thể như vậy chuyện này không hợp lý bạo quân thậm chí còn chưa trở lại thanh cảng tứ đại chung cực thế mà lại thất bại rồi Thủ tịch của nhân viên nghiên cứu đời đầu đang ngồi đối diện hắn thì lại cúi đầu than tiếc Đừng suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là kế hoạch cuối cùng của chúng ta mà thôi. Và nếu đã là kế hoạch, thì đương nhiên sẽ có thành công và thất bại. Người giấu trường và bàn tay tái nhật vốn đã bị trọng thương từ ban đầu, hai người họ không có cơ hội đi vào hiện thực để ổn định bản thân, không có một cái neo cố định, cũng không có quốc gia của chính mình. Còn về hắc hoàng hậu. Mặc dù khi bà ta đến, chúng ta quả thật đã giúp bà ta chế tạo một quốc gia. Nhưng chúng ta cũng đều biết, trong nội tâm, bà ta luôn có cảm xúc phản kháng. Cộng thêm việc quân vương bóng đêm trở về, kẻ trộm lửa cũng ra tay, chung cực mới lại xuất hiện. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Câu nói tiếp theo đường như cũng không cần nói nữa, vì thất bại dường như là một điều khó có thể tin, lại dường như là một việc tất nhiên. Cuối cùng, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn cũng chỉ có thể vô lực than tiếc. Giải tán đi, bảo tất cả mọi người rời đi đi, chúng ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Không phải thế, không nên như thế. Hắc báo giáo chủ rõ ràng vẫn không thể tiếp nhận hiện thực này. Hắn trở nên nóng nảy hơn, khàn giọng gào rống, thậm chí còn vứt cả quyển bút ký và cái chén trên bàn lên tường. Hoảng sợ vì sao lại giúp đỡ bạo quân. Ông ta phải là tử địch của bạo quân mới đúng, vừa rồi ông ta rõ ràng có cơ hội, Ông ta phải cắn trả Bạo Quân mới đúng. Còn kẻ trộm lửa, kẻ trộm lửa vì sao cũng giúp cho Bạo Quân. Vì sao? Vì sao chúng đều chọn làm bạn với phẫn nộ, mà không phải là người nắm chắc kế hoạch trong tay như chúng ta? Phẫn nộ, Bạo Quân chỉ có phẫn nộ. Mà rõ ràng phẫn nộ không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Có lẽ phẫn nộ đúng là không thể giải quyết được gì. Trong lúc toàn bộ thanh cảng đều đắm chìm trong cảm giác an toàn và hạnh phúc do chung cực mới đem lại, và hắc báo giáo chủ đang lâm vào sự cùng loạn và tuyệt vọng thì ở biên giới một trấn nhỏ bỏ hoang nào đó ở phía tây bắc thế giới, có một chiếc xe lửa màu đỏ sậm đang đậu trên một đường ray loang lỗ những vết rỉ sắt. Còn Lục Tân thì đang ngồi trên đầu của xe lửa, tay cầm điếu thuốc, im lặng nhìn bầu trời đêm trên đầu. Hắn dường như là đang ngẩn người, lại như đang thông qua bầu trời này thấy được tất cả những gì mình muốn biết đây có lẽ là một loại bản năng sau khi bắt đầu việc chủ động tiếp cận ban sơ cũng mượn sức mạnh của ban sơ để tiêu hóa ý thức duy nhất thì sự cảm ứng đối với sức mạnh tinh thần của mình càng lúc càng nhạy bén dù chỉ im lặng ngồi trên đầu xe lửa thì hắn cũng có thể nhìn thấy thế giới này và đồng thời lắng nghe nó chỉ cần là thứ mình muốn nhìn thì tất cả đều sẽ rơi vào mắt mình chỉ cần là thứ mình muốn nghe thì tất cả đều sẽ chui vào trong tay ví dụ như búp bê vừa mới trở thành chung cực mới rồi suýt chút nữa bị cha dọa khóc ví dụ như hắc hoàng hậu đang tuyệt vọng và bàn tay tái nhợt đang hoảng loạn lại ví như hắc bào giáo chủ đang rất phẫn nộ lớn tiếng gào thét như đang chất vấn điều gì những vùng đất ở phía nam là ngoại lệ nơi cực nam của vùng đất hỗn loạn như đang được một sức mạnh tinh thần vô hình bao phủ khiến mọi thứ đều trở nên hỗn loạn vì vậy hắn cũng không thể nhìn thấy hay nghe thấy điều gì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được chỗ của lão viện trưởng. Nhưng dù như thế, khóe miệng lục tân hơi cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy địch nhân tức giận. Và sau nụ cười, chính là sự kiên định. Nếu đã đưa ra quyết định, thì không thể nóng vội. Tất cả đều phải được tiến hành theo kế hoạch. Thanh cản cũng đã hoàn thành xong sứ mạng của mình, hắn cũng không cần phải nhìn chầm chầm nơi đó nữa. Nghĩ thế, lục tân nhẹ nhàng đứng lên, bóp tắt đầu thuốc lá rồi ném xuống xe lửa. Sau đó thở dài một hơi. Thế nhưng phẫn nộ lại có thể giải quyết người có vấn đề. Câu nói của hắn khiến cho kết cấu của thế giới chuyển động, sức mạnh tinh thần ở khắp nơi cũng xảy ra sự biến hóa, khiến cho nó truyền vào lỗ tai của hắc báo giáo chủ và thủ tịch nhân viên nghiên cứu đời đầu. Sau đó, Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía tây, gật nhẹ một cái rồi cúi đầu nhìn xuống. Bên trong xe lửa, Tiểu đội bảo quân cũng biết giờ khắc này thanh cản đang trải qua một khiêu chiến lớn trước nay chưa từng có, cho nên mỗi người đang vô cùng nghiêm túc. Thảo luận xem nên thảo luận xem nên cống điểm hay bỏ điểm trong trò cú cấp. Nhất là phó đội trưởng, ồn ào đến đỏ cả mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Tân chỉ đành quay sang đội viên duy nhất chịu nghe mình nói xe lửa U Linh, rồi nói. Việc khiến chúng ta lo lắng đã có kết quả rồi. Thanh cản đã làm xong công việc của họ, tiếp đãi chu đáo bốn vị khách ghé chơi kia. Như vậy, hiện tại đã đến lượt chúng ta tới nhà họ làm khách. Đi dạo rồi ăn, đi dạo rồi ăn. Xe lửa U Linh ngột ngạt, chậm chậm gia tăng tốc độ, kéo còi vui mừng trực tiếp công về phía tây. Trên trời cao, trăng máu sáng trong. Nhìn từ trên xuống dưới từ góc nhìn của trăng máu có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn trắng tinh trong xuất hiện ra trong bóng đêm. Đó là sức mạnh tinh thần của búp bê trường vực được dệt lên xung quanh cô ấy. Từng tia từng luồng giống như tơ trắng, lại điểm suyết thêm sức mạnh tinh thần ánh sao, bắt đầu xuyên qua nơi này với thanh cản làm trung tâm, che phủ lên hơn phân nửa liên minh và toàn bộ vùng đất hỗn loạn, còn có khu vực giữa một số quốc gia nhỏ trên biển, những sức mạnh tinh thần này xuyên qua nội tâm mỗi một người. Ảnh hưởng đến mỗi một người trong khu vực này, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng bởi mỗi một người trong khu vực này, tạo thành một tổng thể. Ở khu vực này, trong nội tâm của mỗi một người đều dâng lên cảm xúc vui sướng phấn khởi cảm xúc mạnh mẽ mãnh liệt vốn dĩ sự khủng hoảng hỗn loạn tuyệt vọng mới là màu nền cho thế giới này đặc biệt là sau khi xảy ra hạ xuống lần thứ ba đều là ăn bữa hôm lo bữa mai bị sự tuyệt vọng nặng nề và trống rỗng nhấn chìm cũng chính vì màu nền như vậy cho nên dù là thanh cản trở giúp họ chống lại quỷ dị cứu vớt phần lớn những người may mắn sống sót nhưng cũng không khiến cho thế giới này chào đón ánh sáng chân chính, người chết, người bị ô nhiễm đã trở thành một phần của ô nhiễm. Mà những người may mắn sống sót thì hoang mang lo sợ không thể chịu nổi dù chỉ là một ngày, tuy là sống một giây này cũng không biết được một giây sau sẽ phải đối mặt với cái gì. Họ không chỉ không thể tự giải thoát tự giúp mình, ngược lại càng đem lại áp lực cực lớn cho thanh cản. Cái này sẽ dẫn đến kết quả là thanh cản sẽ tham gia giải cứu thế giới này, ngược lại nó gần như tự tan rã, dẫn đến kết quả tuyệt vọng nhất. Nhưng mà, hôm nay tràn vực tinh thần của búp bê che phủ đất đai, sự tốt đẹp trong lòng mỗi một người đều đã được thức tỉnh. Vì vậy, vấn đề không còn là vấn đề nữa. Trong đó, vì địa vực quá rộng, hơn nữa trong trang vực to lớn như vậy, búp bê lại không phải là người sẵn sàng chủ động đi thi triển năng lực của mình, chi phối ý chí của người khác, cho nên ảnh hưởng của cô ấy đối với những người khác càng nhiều hơn chính là một loại cộng hưởng có tính chất đặc biệt cộng hưởng với những điều tốt đẹp trong nội tâm người khác cho nên thậm chí có rất nhiều người đều không nhận ra được giờ phút này bản thân đã bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài họ chẳng qua chỉ là tâm tình bỗng nhiên tốt lên một chút sau đó quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa dù sao cũng phải có người đứng ra hôm nay có quá nhiều thành phố cao tường và điểm tập kết bị phá hủy có quá nhiều người sống lang thang mất đi người nhà ăn bữa nay lo bữa mai đói khát khó khăn dựa vào thanh cản, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể chăm sóc quá nhiều người. PS bài cú cấp bi, một dạng chơi bài poker riêng của Sơn Đông Trung Quốc. Tia phóng xạ của thành phố cao tường không thể truyền đến mọi ngõ ngách trong thời gian ngắn như vậy được. Nhưng thật may, tinh thần thì có thể, tốt đẹp có thể, trách nhiệm và gánh vác trách nhiệm cũng có thể. Trong số những người sống sót kinh hoàng, có người chủ động đứng lên, gánh vác công việc quan trọng, bắt đầu giải quyết vấn đề cho rất nhiều người cũng bơ vơ như mình, mà khi hắn đứng ra thì cũng có thêm càng nhiều người chủ động đứng ra, tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn, vì vậy, trật tự ban đầu bắt đầu được thành lập, khi đoàn thể bắt đầu hình thành. Những người ôm hai chân mình ngồi trên vùng đất hoang dã cũng không còn là người lang thang nữa rồi. Có người đi đến những điểm tập kết hoặc là thành phố cao tường đã bị ô nhiễm tinh thần phá hủy nhưng vẫn còn có kho lương thực, đi vơ vét lương thực, sau đó mang ra ngoài phân phát cho người khác như vậy những người trong gió rét đã đói bụng trong thời gian dài cuối cùng được ăn thức ăn có người tiến vào điểm tập kết hoặc là thành phố và thị trấn bị bỏ hoang đã bị phá hủy để xác định xem nơi đó có an toàn hay không sau đó thu dọn tòa nhà như vậy rất nhiều người cuối cùng cũng không cần phải run lẩy bẩy trong gió rét nữa có người bắt đầu liên lạc với người khác thành lập dân quân bảo vệ những người bình thường khác dưới sự nguy hiểm của những thứ khác trên vùng đất hoang dã trong thành phố thanh cảng Mọi người đã bò ra ngoài từ chỗ trú ẩn dưới mặt đất, nhìn mặt trời trên cao cảm tháng một đêm này cuối cùng cũng đã trôi qua rồi. Vì vậy, dưới sự kêu gọi của bà dì đứng nơi đường phố, đã có người thu dọn đống tàn cuộc do cuộc bạo loạn ngày hôm qua tạo thành. Có nữ cảnh sát nhỏ cầm loa lớn kêu gọi mọi người có nghĩa vụ gia nhập đội cứu viện, đi ra ngoài thành phố giúp đỡ những người bơ vơ. Cũng có cô gái bị gãy chân dẫn theo mấy đứa trẻ lớn tuổi một chút, thuê mấy người lái một chiếc xe chở hàng lớn đặc chế nào đó vận chuyển lương thực ra khỏi thành phố vốn dĩ chiếc xe chở hàng này có chút lớn và không phù hợp để sử dụng trong cô nhi viện này nhưng mà bây giờ nó lại trở nên tiện dụng nó có thể vận chuyển đồ dùng ra ngoài cũng có thể đón những đứa trẻ không có ai chăm sóc trở về điều tốt đẹp như vậy dĩ nhiên là điều tạm thời nhưng đã đủ để chấm dứt sự khủng hoảng cũng như hỗn loạn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn con người đều đang trong quá trình vượt qua sự cô độc và mệt mỏi vô tận để chờ đợi niềm vui thế giới này cũng vậy. Có lẽ trong cuộc sống bình thường rất hiếm gặp những điều tốt đẹp, nhưng những điều tốt đẹp vẫn luôn ở đó, không phải sao. Cùng lúc đó, khi búp bê đang trợ giúp thanh cản ổn định khu vực này thì Lục Tân đang rời khỏi nơi tốt đẹp này. Tốc độ của xe lửa U Linh đạt tới mức nhanh nhất, bắt đầu lái về vùng đất đen tối ở phía Tây. Thân là bạo quân, trong thời gian hạ xuống lần thứ ba cho tới hiện tại, hắn vẫn luôn cẩn trọng thực hiện trách nhiệm dọn dẹp của mình, bất kỳ một sinh vật tinh thần cường đại hoặc là quỷ dị ngăn cản búp bê thì đều bị xe lửa u linh kịp thời chạy tới dọn dẹp sạch sẽ trong đó thậm chí không chỉ một lần suýt chút nữa đã dọn nhầm quân đoàn ngày tận thế của dracula người mà đã cướp mối làm ăn của mình trên cuốn sổ nhỏ đã ghi chép đầy mỗi một hàng mỗi một số thứ tự đó cũng đều là tiền số lượng này nhiều thậm chí khiến cho lục tân có chút hoảng hốt cũng bắt đầu cân nhắc nghiêm túc, lúc quay đầu tìm thanh cản báo nợ, có nên chủ động cho họ cơ hội trả tiền theo từng kỳ không nhỉ? Đáng tiếc, quân đoàn ngày tận thế của Dracula và chị gái tên lửa đã cướp đi một phần làm ăn rồi. Nếu không, bây giờ có thể đã ghi đầy hai cuốn sổ nhỏ rồi. Nhưng mà, bây giờ cũng không cần hoảng. Vì kế hoạch thiên quốc của thanh cản, tràn vực tinh thần của búp bê đang che phủ càng ngày càng nhiều nơi. Điều này cũng dẫn đến việc phần lớn sinh vật quỷ dị và quái vật tinh thần đều bị ép tràn ra phía ngoài từng chút một, trong số chúng có rất nhiều thứ bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ chịu phải kinh sợ, trốn về thâm uyên. Hoặc là không cam tâm quay trở về thâm nguyên, chỉ có thể chạy trốn đến nơi xa hơn. Phần lớn đều chạy về bộ lạc lang thang ở phía tây, hoặc là khu vực giáo hội khoa học kỹ thuật ở phương nam mà điều này dĩ nhiên cũng sẽ khiến cho sức mạnh tinh thần quái dị ở hai nơi này càng ngày càng dày đặc, thế giới tinh thần cũng ngày càng tối tăm. Cũng vì không kiểm soát được sự gia tăng của ô nhiễm tinh thần, mà nơi này có năng lực có thể ngăn chặn người bị ô nhiễm, lại vì tâm lý nào đó mà không ngăn cản những ô nhiễm này, cũng khiến cho toàn bộ người của bộ lạc lang thang phía tây cũng đã rơi vào trạng thái ô nhiễm trầm trọng và họ vẫn còn sống. Vì có rất ít ô nhiễm sẽ coi việc trực tiếp giết người làm mục đích chỉ là vì ảnh hưởng của ô nhiễm này có đôi khi việc sống sót cũng không phải là chuyện gì tốt suy nghĩ vặn vẹo ý nghĩ quá dị cố chấp hoặc là cuồng nhiệt hoặc là trạng thái tinh thần âm u phân liệt cộng thêm sự thù hận của vô số sinh vật tinh thần vừa mới đến hiện thực không lâu liền bị xua đuổi tới vùng đất xa xôi vắng vẻ ảnh hưởng đến mọi thứ ở nơi đây vì vậy xuất hiện vô số quỷ dị vượt qua sự hiểu biết của loài người ví dụ như trấn nhỏ dưới chân núi trong một đêm đã mất tích từng cây đại thụ mặt ngoài đỏ tươi mọc lên giữa những bức tường tường đổ nát, miếng ngói vỡ. Trên cây kết đầy đầu người to bằng quả dưa hấu. Chúng vui sướng, phấn khởi treo trên nọn cây, trong mong chờ đợi, mong đợi sẽ có người đi đến trấn trên. Ví dụ như, một trấn nhỏ nào đó nhìn qua thì thấy náo nhiệt phồn vinh nhưng mà hành động của cư dân đều có chút chậm chạp. Ví dụ như tập hợp được một thôn xóm đoàn kỵ sĩ hung hãn. Ví dụ như một cái phòng thí nghiệm cũ nát nào đó không biết đã xuất hiện tại vùng đất này từ lúc nào. Họ tọa lạc không theo quy luật nào trên vùng đất mà bộ lạc lang thang sinh sống, biến xung quanh thành địa ngục. Họ cắn răng liếm máu, âm u nhìn chằm chằm vào tất cả những sinh vật ngoại lai. Cho đến khi xe lửa u linh từ phía đông đến nơi này để đi dạo và ăn uống. Bạo quân tới rồi. Trong một tòa kiến trúc có vị trí vô cùng bí mật, phong cách có cảm giác vô cùng thần bí, khắp nơi đều có thể nhìn thấy được vạch sọc giống như bài poker, phòng họp ở tầng cao nhất, người khoác áo tròn đen ngồi chật hai bên chiếc bàn dài bằng kính cường lực màu đen, có hoa văn là quân bích, có cái là quân cơ, có cái là quân rô. Cũng có quân chuồng, mà họ đều cầm lá bài poker trên tay, giống như danh thiếp. Có chuyện gì vậy? Nghe người chủ trì cuộc họp nói ra bốn chữ ngắn ngủi đã khiến cả phòng họp náo loạn. Một số người thậm chí còn không giấu được vẻ hoảng sợ trong giọng nói không phải giáo chủ và thầy đã sắp xếp xong kế hoạch tương ứng rồi sao chẳng lẽ kế hoạch đã thất bại rồi không đúng dù kế hoạch thất bại thì bạo quân cũng không nên phản ứng sớm như vậy phòng thí nghiệm cao sơn bên kia có chỉ thị gì không không cần hoảng loạn trước sự chất vấn nghi ngờ của một đám người này người ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị quay mặt ra cửa ở vị trí trung tâm bên cạnh đặt một quân bài ác bích giọng nói có vẻ rất bình tĩnh ánh mắt dưới cái mũ trùng đầu toát ra vẻ lạnh lùng. Các vị, chúng ta cần phải thừa nhận một sự thật rằng bạo chúa rất mạnh. Tuy nhiên, văn phòng ác bích của chúng ta mới là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất trên thế giới này. Điều đặc biệt là, trong tay của chúng ta đang nắm giữ vé vào cửa của thế giới cao duy. Lúc nói đến chỗ này, giọng nói của hắn có hơi dừng lại, sau một lúc, mới ngẩng nửa khuôn mặt mình lên, khóe miệng cậu lên một nụ cười nhạt đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn trước khi giáo chủ cùng thầy đã đưa ra chỉ thị cho chúng ta rồi cổng lớn của thế giới cao duy đã mở chỉ còn lại một chút thời gian nữa thôi ổ cứng sáng thế đã chuẩn bị xong xuôi vé vào cửa cũng đã được phân phát thậm chí dưới sự cố ý điều chỉnh của chúng ta hầu hết các sinh vật tinh thần có thể trở thành sự trợ giúp cho chúng ta phần lớn đều đã tập hợp tại nơi này của chúng ta trở thành vũ khí của chúng ta một vũ khí có khả năng chống lại bất kỳ mức độ sinh mạng nào trên thế giới này hơn nữa trước lần hạ xuống thứ ba theo sự chỉ dẫn của vé vào cửa các vị đã mang tới các trang bị vũ trang tài sản và quân đội thêm vào đó niềm tin của chúng ta đối với thầy và giáo chủ niềm tin đối với thế giới cao duy cho nên giọng nói của hắn đột nhiên cao lên lần này ta chỉ có một yêu cầu nếu bạo quân đã tới rồi thì đừng để hắn rời đi xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường nội tâm của một số người mơ hồ trở nên mãnh liệt nhưng cũng có một số người sinh ra một chút nghi ngờ. Ta. À, tôi đã hỏi các thầy và đã nhận được câu trả lời chắc chắn, nếu có người có thể thoát khỏi bạo quân, vậy thì sẽ có khoảng 30 tấm vé tiến vào thế giới cao duy giao cho một người và người này sẽ chịu trách nhiệm phân phát cho người khác. No. Bầu không khí trong phòng học lập tức sôi nổi hẳn lên, ánh mắt của ai cũng đều sáng ngời. Vé vào thế giới cao duy. Đủ 30 tấm. Cần phải biết rằng, trước đây ngay cả tiên sinh đến từ thành phố cao tường không phải nói muốn có một tấm vé như vậy là có thể có được. Bây giờ, lại lập tức hứa hẹn có tất cả 30 tấm vé. Đó không phải có nghĩa là mọi người đều có thể tiến vào sao. Tập hợp tất cả sức mạnh vũ trang lại, lập tức bố trí chặn đánh bạo quân. Ha ha, không cần tất cả chúng ta đều phải ra tay, khắp nơi đây đều có ô nhiễm tinh thần, tìm người dẫn hắn đi vào đường chết. Nếu quân đội của Thanh Cảng đến, chúng ta có lẽ sẽ hoảng sợ. Nhưng bạo quân, dù dị biến giả cường đại đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ có một người, không phải sao? Tôi đã sớm nói qua, để giết chết một dị biến giả như bạo quân, thì nên sử dụng vũ khí có tính sát thương lớn, đầu xuôi đuôi lọt. Khi bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên sôi nổi hơn, lúc những người khác đang sắn tay áo sôi nổi thảo luận, ác bích khoác chiếc áo tròn đen lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng học thư ký của hắn đi ở phía sau mà khi họ đi ra ngoài phòng họp ở sau cánh cửa kính hắn đột nhiên cởi mũ trùng đầu ra nhìn thấy trên mặt hắn tái nhợt nhễ nhại mồ hôi lạnh thấp giọng hỏi đã đưa người nhà của ta đi chưa đã sắp xếp để họ lên đường rồi thư ký nhỏ giọng đáp lại đồng thời có chút khó hiểu tiên sinh ý của ngài là ta cần phải rời đi ngay ác bích lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên đầu trầm giọng nói trước khi bạo quân tới, hãy rời khỏi chỗ này. Thư ký kinh hải. Vậy lúc nãy ngài. Ác bích trầm giọng nói. Nếu không có ai ngăn cản được hành trình của bạo quân, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng không trốn thoát kịp. Vừa nói, hắn vừa đi đến phòng bên cạnh, nơi đó có quần áo mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Thư ký hiểu được lời hắn nói, nhưng trong lòng lại đột nhiên xuất hiện thêm nghi vấn. Nhưng mà, phòng thí nghiệm cao sơn. Phòng thí nghiệm Cao Sơn. Ác Bích dừng bước, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu. Phòng thí nghiệm đã bị giải tán từ 10 phút trước rồi. Tứ đại trung cực tiến về phía thanh cảng, chỉ có một cung điện tinh thần vừa mới khẳng định trở về với bản thân cô, sau đó đóng cửa không chịu mở. Thành phố Cao Sơn cũng đã bị phong bế ngay lập tức. Tất cả kỳ vọng, hy vọng của chúng ta đã sớm biến mất vào 10 phút trước rồi. Chuyện này giọng nói của thư ký trẻ hoảng sợ chuyện này sao có thể chứ tiên sinh ngài đang đùa ta sao đùa như vậy không buồn cười chút nào chúng ta đang theo chân người sáng lập viện nghiên cứu trăng máu người đầu tiên phát hiện ra bí mật của thần và quyết định lợi dụng nó là người mà ngay cả trung cực cũng run sợ khi đứng trước mặt họ họ có vô số kế hoạch và thành quả nghiên cứu vĩ đại họ làm sao có thể hắn có chút khó nói nhưng thái độ của hắn đã quá rõ ràng rồi trên thực tế không chỉ hắn mà ngay cả những người ở trong phòng học hôm nay cũng nghĩ như vậy không có ai là một kẻ ngốc đặc biệt là một người đủ lớn để được thu nạp vào phòng làm việc ít bích sở dĩ những lời nói vừa nãy của ác bích dễ dàng khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ trong lòng họ như vậy dễ dàng cổ vũ họ nguyên nhân chính là được họ tin tưởng tin tưởng sự mạnh mẽ của các nhà nghiên cứu cũng tin vào kế hoạch vĩ đại đó tin rằng cánh cửa dẫn đến thế giới cao duy chắc chắn sẽ mở ra. Nhưng mà, bây giờ, tất cả còn chưa bắt đầu đã phải tuyên bố kết thúc ư. Hai. Giống như nhìn thấy sự nghi ngờ của thư ký, hắn nhớ đến tình cảm bao năm qua giữa mình và mẹ, khẽ thở dài rồi giải thích. Con à, những gì mà vừa rồi ta nói, chỉ có một câu là sự thật. Bạo quân rất mạnh. Giáo chủ và thầy có lẽ có tư cách thương lượng với hắn, nhưng chúng ta hắn thấp giọng thở dài đặt bàn tay lên vai thiếu niên vỗ vỗ nói con à chúng ta là người theo đuổi kế hoạch nhưng cũng không phải là vật hy sinh của giả tâm vì vậy hãy sớm rời đi đi chúc người may mắn nơi này thực sự rất đáng sợ khi xe lửa chạy nhanh trên vùng đất phía tây bị lũ quái vật nhấn chìm này lục tấn không nhịn được thở dài tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe hắn có thể cảm nhận được một cảm giác kỳ quái mạnh liệt chi chít vô tận cứ như thể một người sống đi xuống địa ngục tất cả những gì có thể nhìn thấy đều là những thứ có màu sắc sặc sỡ và âm u khủng bố không biết đó có phải là một vị nghiên cứu viên hay nói cách khác là câu lạc bộ ác bích của thuộc hạ họ đã bí mật thực hiện một số sắp xếp nào đó trong lãnh địa của bộ lạc lang thang phía tây này lại có thể xuất hiện hiện tượng nhiều sinh vật quái dị như vậy cùng tồn tại hơn nữa bản thân là một người ngoại lai có thể cảm nhận rõ ràng sự tham lam ẩn giấu dưới tầng u ám kia cùng với âm thanh liếm láp cái gì đó mang theo mùi máu tanh thật là một thế giới giống như ác mộng nghĩ như vậy hắn liền đưa ra quyết định vỗ nhẹ vào cửa sổ chạy chậm chút xe lửa nhỏ vù 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 vui mừng lập tức thả chậm tốc độ người chơi bài phía sau lập tức ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của họ lục tân cười giải thích khi đến sân chơi rồi không phải luôn muốn quan sát tỉ mỉ một chút sao những người khác thì sững sờ sau đó em gái, bé 19, còn có số 2 cũng nhanh chóng trở nên phấn khích hơn, chạy lại bên cửa sổ, nằm ngoài người trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lúc họ nhìn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, trên mặt lập tức lộ ra sự phấn khích và vui vẻ chỉ có ở trẻ con. Đặc biệt là em gái, đôi tay nhỏ nhắn hưng phấn bắt đầu rung lên, ánh mắt nhìn chầm chầm đến mức con người sắp rớt ra ngoài. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.